Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 133. Chỉ gặp sâu không thấy đáy hố to bên trong, một bóng người từ bên trong chậm rãi bay ra, cả người rách dưới, nhưng chút nào không ngăn được trên mặt cuồng bạo sát ý. Cực độ dữ tợn. Mà lúc này trong cơ thể hắn dũng động lực lượng, chính là cuồng võ bá chủ lực lượng. Ngươi lại không có chết. Thật không hổ là luân hồi đứng đầu người thừa kế, thảo nào thiên đạo hư ảnh đuổi giết đều bị ngươi tránh khỏi, có mấy phần bản lãnh. Thiên Viên Hàn có hơi kinh ngạc, đối phương rõ ràng không đỡ được liền mới đúng, không nghĩ tới còn có thủ đoạn, quả thực để cho hắn không tưởng được. Chỉ gặp trong cái hố sâu bên trên, Diệp Thần trong tay xuất hiện một chuôi bá chủ kích, kích thân phát ra táp táp chói lọi, ánh sáng màu vàng tách ra khói độc. Mà Diệp Thần trên mình không biết lúc nào vậy che phủ một tầng màu vàng kim khôi giáp, đứng ở giữa không trung cao ngất dáng người, liếc nhìn lại lại giống như một vị tuyệt thế chiến thần. Cuồng võ bá chủ rất ít dùng vũ khí, nhưng một khi vận dụng, tất nhiên là cực mạnh nhất kích. Một đạo ánh sáng biến dạng bầu trời mênh mông, nghênh khiếu trường thiên, rồi sau đó mang một cổ không có gì sánh kịp thô bạo giết hướng Hiên Viên Hàn. Hiên Viên Hàn mặc dù không minh cho nên, nhưng là thấy Diệp Thần khí tức trên người đột nhiên trở nên mạnh mẽ, vậy là không dám khinh thường, trong tay độc châu lần nữa hiện thân, hắn chuẩn bị chiêu cũ lặp lại. Nhưng mà, rõ ràng so lần trước mạnh hơn mấy phần độc long loạn thế, lần này lại bị Diệp Thần nhất kích xé. Điều khiển khói độc, Hiên Viên Hàn cùng Diệp Thần đánh nhau, đối mặt lá bài tẩy này không cùng tầng xuất thái hư võ giả, hắn nhưng mà một chút cũng không dám khinh thường. Hai người công kích ở trên bầu trời bộc phát ra từng trận giống như sấm sét va chạm giống vậy tiếng ầm ầm, rất nhiều người không dám dựa vào quá gần, rối rít về phía sau rút lui, càng là có trực tiếp rời đi đất thị phi này, không muốn trải chuyến này nước đục. Cuồng võ bá chủ lực lượng quả thật bá đạo cậy mạnh, võ đạo ý lại là cực mạnh, thậm chí có thể nói là một lực vượt 10.000 pháp, nhưng hôm nay Diệp Thần cuối cùng là vận dụng quá nhiều lần luân hồi mộ địa lực lượng. Nếu như người bình thường chịu đựng đại năng lực lượng, đã sớm hóa là xương máu. Chỉ có Diệp Thần bất hủ thần thể mới có thể miễn cưỡng kiên trì nổi. Nhưng cũng có cực hạn à. Thằng nhóc, người đan điền linh lực đã không đủ. Dưới mắt chỉ có thể chống đỡ ta sử dụng một chiêu. Ta không xác thực định có đủ hay không. Vũ khí này cũng không thích hợp ta, nhưng cố mà làm đánh một trận. Kinh cổ phá thiên kích. Trường kích bên trên bắt đầu hấp thu vô tận tự nhiên lực, liền liền chung quanh khói độc vậy không có thể may mắn tránh khỏi, mà ở nơi này cổ hấp lực dưới, bá chủ kích lên ánh sáng cũng là càng ngày càng thịnh, không gian tựa hồ cũng mơ hồ bị chập chờn ra từng vòng đường vân, vang lên nhỏ xíu ken két tiếng. Hiên Viên Hàn kinh hãi, không còn trước khi kiêu căng phách lối, điều này sao có thể? Thái hư cảnh làm sao có thể phát ra lớn mạnh như vậy nhất kích, đây căn bản cũng không có thể. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào đi nữa không tin, sự thật liền bày ở trước mặt hắn. Hiên Viên Hàn lại không có chỗ cố kỵ, nắm độc châu, trên tay bộc phát ra ánh sáng màu tím, một quyền muốn đánh gãy Diệp Thần nhất kích. Diệp Thần đôi mắt đỏ bừng, bộc phát ra vô cùng sát ý, bá chủ kích lên ánh sáng ngưng tụ mà thành một chuôi mấy chục lần lớn bá chủ kích hư ảnh, dẫn đầu hướng Hiên Viên Hàn chém tới. Bị cái này cổ hơi thở tỏa định Hiên Viên Hàn khẽ cắn răng. Cầm độc châu ném về phía trước, cắn răng hô, Hiên Viên căn nguyên, độc long thiên bảo. Vạn vật, mở. Trên bầu trời, bùng nổ đại chiến thực để cho xa xa mọi người đều trợn tròn mắt, đây là chạm ách cảnh đỉnh cấp đối chiến thái hư cảnh. Rất nhiều không muốn bỏ qua một chàng cường giả tỉ thí người lỗ tai cơ hồ đều bị liên tiếp sóng trùng kích cho sông mất thông, nhưng vẫn nháy mắt vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm bầu trời, cuộc chiến đấu này thật sự là quá đặc sắc. Đến khi hết thảy bụi bặm lắng xuống, mọi người liền thấy một đạo thân ảnh nửa quỳ xuống đất, trong tay chống một cái trường kích, mà trên bầu trời, vậy giống vậy có một đạo chật vật không chịu nổi bóng người, chỉ bất quá tình huống thân nhau được hơn. Trên đất dĩ nhiên là Diệp Thần, phát huy ra cái này một kích mạnh nhất sau đó, hắn đã không có sức tái chiến, cả thân linh lực cũng bị móc sạch, liền liền khí lực vậy không còn dư lại nhiều ít. Thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Hiên Viên Hàn khóe mắt nhảy lên không dứt, độc châu tự bạo để cho hắn tim thương yêu không dứt, trên mình vậy bị thương không nhẹ, nhưng so với Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều. Cái này còn muốn nhờ có Hiên Viên Mặc Tà đưa cho hắn hộ thân khôi giáp.
Vậy hộ thân vật chính là một kiện tuyệt khí. Hiên Viên Hàn khóe miệng tràn ra một chút vết máu, bất quá vẫn là cố nén thúc dục linh lực trong cơ thể, một lượng lớn khí độc bị điều động, liên tục không ngừng xông về Diệp Thần, giờ phút này, hắn coi Diệp Thần là đại địch. Thật không có cách nào sao? Diệp Thần ánh mắt phong tỏa đến luân hồi mộ địa bên trong, ở nghĩa địa bầu trời, có một cây màu đen độc châm bị luân hồi lực bọc, yên tĩnh trôi lơ lửng ở nơi đó, mà chỉ cần hắn ý niệm động một cái này cây độc châm là có thể là hắn sử dụng, đánh chết Hiên Viên Hàn. Nhưng điều này có thể đánh chết hỗn độn cảnh cường giả sát độc thiên châm, dùng để đối phó hắn, Diệp Thần cảm thấy quá lãng phí, không đáng giá được, có thể dưới mắt quả thật không có biện pháp khác. Bỏ mặc, dùng sẽ dùng, cũ không đi mới không đến. Diệp Thần sắc mặt phát tàn nhẫn, đang chuẩn bị phát động công kích lúc đó, mặt đất lại bắt đầu phát ra ùng ùng tiếng vang, giống như xảy ra động đất vậy. Mà đang ở Diệp Thần chuẩn bị bắn thiên sát độc châm lúc đó, một cổ thuần tránh khí độc nhưng là trước một bước chắn Diệp Thần trước mặt, triệt tiêu Hiên Viên Hàn công kích. Xú lão đầu, dám động nhà ta Diệp Bức Vương, ta muốn cho ngươi xuống địa ngục. Một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm thanh thúy truyền tới, Diệp Thần thân thể ngẩn ra. Đây là Kỳ Lâm. Hắn mãnh quay đầu lại lúc đó, đúng dịp thấy một cái ăn mặc quần dài màu tím bé gái ngồi ở một con cự thú trên mình, ánh mắt hàm sát chết nhìn chằm chằm Hiên Viên Hàn. Mà ở sau lưng, hàng ngàn hàng vạn độc thú ngửa mặt lên trời gầm thét, rối rít hướng Hiên Viên Hàn gầm thét, nơi này độc thú thực lực cũng không yếu, tối thiểu đều là thái hư cảnh đỉnh cấp cái khác, thậm chí còn có chảm ách đỉnh phong cấp bậc tồn tại, chớ nói chi là ở nơi này khói độc bên trong bọn họ thực lực còn sẽ có được tiến một bước tăng lên. Nhiều như vậy số lượng, cùng tiến lên dưới tình huống, coi như là hỗn độn cường giả cũng phải tránh lui 90 dặm. Kỳ Lâm nhìn Diệp Thần chống đỡ trên đất bóng người, con người ôn nhu nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp đó lại là vô cùng lửa giận, một cổ ngất trời uy năng từ Kỳ Lâm trong thân thể tản mát ra, trong vòng 10 dặm mặt đất, càng bị cái này cổ vô biên độc ý cho tiêu phệ không còn một mống, phần nửa lưu lại cũng không có, một cái giữa hình cầu hố sâu xuất hiện ở Kỳ Lâm dưới người. Đây là tiên thiên độc thể. Hiên Viên Hàn kinh hãi, luyện độc một đạo tự nhiên cũng chia cái cao thấp trên dưới. Mà có tiên thiên độc thể người, tự nhiên liền muốn đẻ qua những cái kia hậu thiên tu luyện tới độc thể, Hiên Viên Hàn thậm chí không nhịn được sinh ra một loại muốn thần phục tâm tư, bất quá mới vừa mạo hiểm một chút ra liền bị hắn bỏ đi. Đùa gì thế, hắn một cái thiên đạo cung trưởng lão, há sẽ thần phục với một cái bé gái. Bé gái, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ta có thể không giết ngươi. Coi như đối phương là tiên thiên độc thể. Nhưng mà nhìn dáng dấp tu là căn bản không cao, không đủ gây sợ hãi. Nếu là bị thiên đạo cung lợi dụng, người này nhất định trở thành hắn mạnh nhất con rối. Kỳ Lâm khẽ mỉm cười, ăn một miếng trái cây, lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn, bái ngươi làm thầy. Vậy không phải là không thể, ngươi xách đầu tới quỷ bái, sau đó kêu ta một tiếng bà cô, ta sao? Liền cố mà làm đáp ứng ngươi. Như thế nào? Lời này vừa nói ra. Hiên Viên Hàn sát ý phun trào. Bé gái, ngươi không nên quá phách lối, nếu không thì coi là ngươi là tiên thiên độc thể, lão phu chiếu giết không lầm. Kỳ Lâm lười phải cùng hắn nói nhiều, trong tay tiện tay ném ra một cái trái cây, lớn tiếng nói, một chi mũi tên xuyên mây, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Xông lên, Diệp Thần, Hiên Viên Hàn, nháy mắt tức thì, muôn vàn độc thú cuồng bạo mà động. Mặt đất chấn động. Giống như sóng gió kinh hoàng cuốn tới. Thậm chí, vậy vô tận khói độc vậy hướng Hiên Viên Hàn phun trào đi. Đáng ghét, lại ngươi muốn chết như vậy, lão phu kia thành toàn cho ngươi. Hiên Viên Hàn cũng là bị tức thiếu chút nữa mất lý trí. Kỳ Lâm quả thật không địch lại Hiên Viên Hàn, nhưng mà nàng lại không chuẩn bị một mình đấu, còn có muôn vàn độc thú vậy đồng thời công hướng Hiên Viên Hàn, có câu nói hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Coi như là con kiến nhiều, cũng có thể cầm con voi cho chìm ngập. Rất nhanh Hiên Viên Hàn quanh thân vết thương chồng chất, không chỗ nào không có mặt công kích để cho hắn mệt nhọc ứng đối, trong cơ thể linh lực tiêu hao lại là hết sức mau, cơ hồ đều sắp thấy đáy. Đã như vậy không biết điều, vậy thì chết chung đi. Ùn kéo đến độc thú đem Hiên Viên Hàn hoàn toàn bao vây, coi như giờ phút này muốn chạy cũng là không còn kịp rồi, hắn muốn lấy mạng đổi mạng. Tự bảo. Oanh oanh oanh,
vô số khí độc từ trong cơ thể hắn chui ra, ngay tức thì liền tràn ngập ở chu vi trong vòng trăm thước tất cả khu vực, tạo thành một cái đen thùi lùi cuồng bạo đợt khí, mà ở đợt khí trung ương Hiên Viên Hàn trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Chu diệt một cái tiên thiên độc thể và luân hồi đứng đầu, liền coi là hoàn thành viên mãn Hiên Viên Mặc Tà nhiệm vụ. Mắt xem cuồng phong bạo vũ thì phải xông về Diệp Thần và Kỳ Lâm. Vậy tự bạo lực lượng lại biến mất. Một cái tiên phong đạo cốt ông già đột nhiên xuất hiện, cánh tay chấn động một cái. Hiên Viên Hàn tròng mắt trợn to. Chỉ vì làm cho này cái ông già không phải người khác. Chính là Thiên Đạo Cung người. Hơn nữa còn là thần quốc Khúc Gia Thái Thượng trưởng lão. Làm sao có thể? Ông già bắt lại Diệp Thần và Kỳ Lâm, liền biến mất ở giữa trời đất. Đi! Nháy mắt tức thì, vô tận đợt khí ngay tức thì làm cho cả đậu quật san thành bình địa. Mà lúc này, xa ở Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mặc Tà đang tại đại điện đi tới lui, nhưng không ngờ tới, truyền tay tới một đạo tiếng rắc rắc. Hắn thân thể ngẩn ra, nhưng thấy trong tay có khắc Hiên Viên Hàn sinh mạng ngọc bài vỡ vụn. Thậm chí biến thành bột. Một cổ vô tận tức giận cắn nuốt Hiên Viên Mặc Tà. Là ai, rốt cuộc là ai giết hắn? Thiên Đạo Cung bên trong, vô số người nơm nớp lo sợ, không dám phát ra một chút vang động. Vô luận là ai, ta đều phải hắn đền mạng. Độc quật bên ngoài trăm dặm chi địa. Khúc Gia Thái Thượng trưởng lão đem Diệp Thần và Kỳ Lâm nhẹ nhàng để dưới đất. Một câu không nói. Lưu lại một cái hình bóng, liền chuẩn bị rời đi. Diệp Thần đứng lên, vội vàng nói tiền bối dừng bước. Không biết xưng hô như thế nào, hôm nay ân, ta Diệp Thần. Lời còn chưa nói hết, ông già liền nhàn nhạt nói, ta bất quá là bị người nơi nhờ. Không cần cảm ơn. Một giây kế tiếp, ông già liền biến mất ở giữa trời đất. Diệp Thần có chút ngưng trọng, đối phương rõ ràng cho thấy hỗn độn cường giả, khí tức trên người cũng không phải là thần cực tông. Vì sao phải cứu hắn? Bị người nơi nhờ. Người nào có năng lực sai khiến cường giả như vậy? Mà giờ khắc này, Kỳ Lâm tròng mắt nhưng là có chút ửng đỏ, bởi vì nàng cảm giác được cái gì? Nàng vô cùng quen thuộc nàng tỷ tỷ mùi trên người. Nàng tỷ tỷ đang ở phụ cận. Nàng từ Côn Lôn Hư đến Linh Võ Đại Lục, rồi đến Thần Quốc, chính là muốn tìm tỷ tỷ. Thời khắc này nàng dám khẳng định, tỷ tỷ đang ở phụ cận nhìn nàng. Đứng xa xa nhìn. Cái này ông cụ thần bí nhất định cùng tỷ tỷ có quan hệ. Nhưng là tỷ tỷ tại sao không ra? Kỳ Lâm nhìn một cái Diệp Thần, mơ hồ có suy đoán, nàng do dự mấy giây, mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi về trước thần cực tông. Ta còn có chút chuyện phải xử lý. Ngươi có thể hay không trước cầm độc bia cho ta hữu dụng. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, không được, ngươi an toàn ta phải phụ trách. Nhưng mà Kỳ Lâm nhưng chợt lắc đầu. Diệp Thần ngươi rất phiền ai, có người muốn gặp ta, nàng đối với ta rất trọng yếu. Ngươi trước hết hồi thần cực tông, qua mấy ngày ta sẽ đến tìm ngươi. Không vượt qua 10 ngày. Độc bia mượn trước ta 10 ngày. Van cầu ngươi. Diệp Bức Vương, ngươi tốt nhất. Kỳ Lâm vừa đấm vừa xoa. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh cũng là phát hiện cái gì, chắc hẳn cái đó lão giả và trong bóng tối người có liên lạc. Nếu như người nọ sẽ đối bọn họ ra tay, đã sớm ra tay. Diệp Thần cuối cùng vẫn gật đầu, lưu một khối ngọc phù, xoay người rời đi. Nếu là có bất kỳ tình huống đặc biệt, phá vỡ ngọc phù này, ta lập tức chạy tới. Biết, Kỳ Lâm liếc một cái Diệp Thần. Cùng Diệp Thần hoàn toàn rời đi sau đó, Kỳ Lâm lộ ra một đạo nụ cười, thân thể có chút run rẩy, tỉ tỉ, người bây giờ là không phải có thể đi ra. Một giây. 2 giây, 3 giây, một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ xuất hiện. Một giây kế tiếp, Kỳ Lâm chính là xông vào thiếu nữ trong ngực. Kỳ Tư Thanh sờ một cái Kỳ Lâm đầu, ngươi là làm sao phát hiện ta? Kỳ Lâm hung hãn ôm lấy Kỳ Tư Thanh eo, nguyên cái đầu chôn ở Kỳ Tư Thanh ngực, vừa khóc vừa nói, tỷ tỷ, ngươi mùi trên người. Kỳ Tư Thanh hiểu ý cười một tiếng, đi, khẳng định đói bụng không, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn ăn ngon. Kỳ Lâm ngay tức thì nước mắt ngừng, phá thế mỉm cười, tỷ tỷ, ta muốn ăn nghèo ngươi, ta hiện tại có thể sẽ ăn. Ta khẳng định trổ mã. Ngươi xem ta có phải hay không dài cái. Ta mỗi ngày đều tính, lâu như vậy, ta cao ra 6cm.
Cùng lúc đó, Thần Huyền Tông bên trong, một gian buồng bên trong, một người vô cùng ông cụ gầy đét, chợt mở hai mắt ra, cả người hơi thở, không ngừng ngưng tụ, tu vi điên cuồng leo lên, một cổ tuyệt cường uy đè, ngay tức thì bao phủ toàn bộ Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông bên trong mọi người, đều là sắc mặt biến đổi, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía uy áp truyền tới phương hướng. Nơi đó, không phải Cốt Lão cư trú sân sao. Ở thần quang nghi thức trước, Diệp Thần liền đem Cốt Lão vật trả lại cho Cốt Lão. Hơn nữa ở Thần Huyền Tông thiết lập đại trận. Như vậy Cốt Lão các người cũng có thể tương đối an toàn. Hứa Mộng Thu các người thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở vậy xương phòng ra. Mà vậy uy áp, vậy ngay tức thì thu liễm. Một khắc sau, hiên nhà cửa, mở ra. Một người nhìn qua khá là anh tuấn, thần thái sáng láng, máu thịt đẫy đà, thậm chí mơ hồ tản ra cực mạnh sức sống người đàn ông trung niên, từ trong phòng đi ra cửa. Mọi người có chút khó có thể tin nhìn tên kia người đàn ông trung niên, lắp ba lắp bắp hỏi Cốt Lão. Ngài là Cốt Lão. Trước mắt tên nam tử này tử, hắn tu vi, bất ngờ đã đột phá. Hơn nữa, còn trực tiếp đột phá đến Trảm Ách tầng 8 thiên. Thậm chí vượt qua ngày xưa tu vi. Vậy người đàn ông trung niên hơi mỉm cười nói, xin lỗi, đã quấy rầy các vị, ta chính là Cốt Lão, vốn tên là, gọi là bên trái sẵn có. Tên này người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là khôi phục tu vi Cốt Lão. Ở thần ma trì, lưu lại thay chết Phật, trên căn bản tương đương với hắn phân thân, mà đây phân thân, lại đang thần ma trì bên trong ao, đắm chìm mấy chục ngàn năm, năng lượng ẩn chứa trong đó, biết bao khủng bố. Cốt Lão, đem cái này phân thân dung hợp sau khi luyện hóa, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, trực tiếp tìm về năm đó tu vi. Thậm chí cao hơn một phần chia. Hơn nữa chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn thậm chí có thể tốc độ nhanh nhất đột phá hỗn độn cảnh. Đây cũng là thần ma chỉ chỗ tốt à. Hứa Mộng Thu các người, dĩ nhiên là một hồi chúc mừng. Nhưng vào lúc này, một đạo âm u tiếng cười, đột nhiên ở Thần Huyền Tông bên trong vang lên. Mọi người đều là thần sắc biến đổi. Vốn là Cốt Lão, bây giờ bên trái sẵn có, lại là con người điên cuồng co rúm lại. Tiếng cười kia, làm sao để cho hắn như vậy quen thuộc? Chẳng lẽ, là hắn? Cho dù, thực lực bây giờ tăng vọt Cốt Lão, nhớ tới năm đó người nọ lúc đó, cũng là không nhịn được sắc mặt cuồng biến. Trong mắt, hiện lên sâu đậm vẻ sợ hãi. Hắn sở dĩ, ở Diệp Thần quật khởi sau đó, vẫn còn mai danh ẩn tính, chính là không hy vọng bị người nọ tìm được mình. Cho dù, chỉ có một chút điểm có thể, hắn vậy không hy vọng, càng không hy vọng, bởi vì mình liên lụy đến Diệp Thần. Rất nhiều người, căn bản không cách nào hiểu Cốt Lão ý tưởng. Tại sao, đến bây giờ còn muốn tránh? Diệp Thần không phải đã là thần quốc thiên tài yêu nghiệt, thần cực tông cũng ở đây thần quang trong nghi thức danh chấn thần quốc. Như không có Diệp Thần nửa năm ước hẹn, thần cực tông tiềm lực kinh người. Còn có ai, có thể động được Cốt Lão? Cốt Lão, rốt cuộc đang sợ cái gì? Chỉ có hắn, mình rõ ràng. Thần quốc là một nơi đặc biệt cổ xưa không gian, sớm ở thượng giới rơi xuống chấn thần tháp cùng thần trụ, ở chỗ này đào tạo nhân tài, trở thành đối kháng thiên ma tộc chiến trường trước, nơi này liền cuộc sống rất nhiều nguyên thủy mà kinh khủng sinh linh, trong đó, vậy bao gồm một ít ở cực kỳ lâu trước kia, liền đến nơi này thiên ma tộc. Thiên ma này tộc có thể không giống với linh võ đại lục ma tộc. Linh võ đại lục thiên ma tộc bất quá là tu luyện ma công loài người mà thôi. Mà thần quốc thiên ma tộc, là thật đang tà ác hóa thân. Không thuộc mình. Tuy nói, nhân tộc ở thần quốc cùng thiên ma tộc chiến tranh, là vì chống cự thiên ma tộc xâm lược, nhưng, thật nhắc tới trước đến thần quốc, ngược lại là thiên ma tộc. Còn nếu là Cốt Lão không có đoán sai, năm đó, cái đó ám toán mình sư đệ, liền là trở thành một người bị phong ấn cổ thiên ma tín đồ. Mà người nọ, chính là Giang Vưu. Nếu thật là Giang Vưu mà nói, cho dù là Diệp Thần, vậy rất có thể không phải đối thủ à. Dẫu sao trong truyền thuyết, những cái kia cổ xưa tồn tại tín đồ, mỗi một người đều vô cùng nghịch thiên. Cốt Lão cả người Trảm Ách tầng 8 thiên hơi thở chợt phóng lên cao, nạt nhỏ, là ai? Cho ta cút ra đây. Làm sao, bên trái sẵn có, ngươi, không nhớ ta sao? Hắc ám bên trong, nổi lên một đạo thân ảnh,
hắn tái nhợt sắc mặt, lúc này nhìn như, lại là vô cùng lạnh người. Thấy vậy mở ra khuôn mặt quen thuộc, Cốt lão cả người run lên, lại là không nhịn được lui về phía sau nửa bước, thanh âm bên trong cũng lộ ra sợ hãi nói, Giang Vưu. Thật sự là ngươi. Hứa Mộng Thu mấy người, thấy Cốt lão thần sắc, đều là vô cùng khiếp sợ. Bây giờ Cốt lão, cũng không phải là đã từng vậy cái nửa chết nửa sống lão gia này à. Mà là cường giả chân chính. Thực lực, cũng có thể nghiền ép hạng ba tông môn thiếu tông chủ Long Thần liền à. Nhưng lúc này, lại đang sợ hãi. Trước mắt, tên này bọn họ không thấy rõ thực lực quỷ dị thanh niên, chẳng lẽ, thật như thế khủng bố. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không nhịn được, nuốt nước miếng một cái. Ha ha, Giang Vưu khẽ mỉm cười, xem ra, người còn chưa quên ta à. Ừ, không nghĩ tới, năm đó, người không chỉ có không có chết, bây giờ lại còn khôi phục tu vi. Hắn có chút bất mãn lắc đầu nói, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi à, lúc ấy, hẳn trực tiếp đem ngươi tiêu diệt, không nên chơi, lâu như vậy. Cốt lão nghe vậy, lại là cả người run rẩy, trong mắt sợ hãi, đều phải thực chất hóa. Nguyên bản, đã bị niêm phong ở đáy lòng chỗ sâu nhất trí nhớ, lại là lần nữa bị thức tỉnh. Năm đó, hắn mặc dù có thể sống sót, chứ có thay chết vật cái này hậu thủ trở ra. Chủ yếu nhất phải, Giang Vưu cho hắn cơ hội. Làm sao cho hắn cơ hội? Giang Vưu người này, trời xanh tà ác, duy nhất hứng thú, chính là hành hạ người, hưởng thụ người khác thống khổ. Hắn đánh bại Cốt lão sau đó, cũng không có trực tiếp đem Cốt lão giết chết, mà là hung hăng hành hạ Cốt lão 3 ngày 3 đêm, mới cho Cốt lão, chạy trốn cơ hội. Bất quá mà. Giang Vưu nụ cười bên trong, mang theo một phần tà dị nói, người còn sống, đổ vậy coi là một chuyện tốt. Hắn liếm môi một cái nói, hành hạ ngươi, nhưng mà để cho ta vô cùng sảng khoái, có thể một lần nữa thể nghiệm loại cảm thụ đó, chặc chặc, suy nghĩ một chút sẽ để cho người hưng phấn à. Ta nhưng mà xài tốt giá thật lớn mới từ ngày đó cơ hội các bên trong bộ ra tin nhắn của ngươi. Ngươi cho ta im miệng, Cốt lão cuồng loạn điên cuồng hét lên, sợ hãi đã cơ hồ ép vỡ hắn bên trong tim, đối mặt Giang Vưu, hắn không để ý hết thảy ra tay. Cốt lão hai tay động một cái, cầm hai chuôi đoản kiếm, chạm ách đỉnh phong linh lực, như điên gió vậy trình độ cao nhất vận chuyển, cả người kiếm ý kích động, song kiếm chém ra. Âm dương phân thiên kiếm. Tối sầm một trắng, hai đạo kiếm mang, xen lẫn nhau lóng lánh, hướng về phía Giang Vưu, vặn cổ đi. Hư không rung động, không ngừng bể tan tành, thần huyền tông mặt đất, đều bị biến dạng, xuất hiện hai đạo sâu không thấy đáy rãnh. Thậm chí cả tòa thành phố hoa, đều ở đây Cốt lão một kích này dưới, hơi rung động, vô số tu võ người, đều nhìn về thần huyền tông phương hướng, nơi đó, truyền đến một cổ để cho bọn họ vô cùng tim hồi hộp kiếm khí. Có thể, đối mặt một kiếm kinh khủng như vậy, Giang Vưu sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào, ngược lại nhàn nhạt nói, được, ta chỉ thích ngươi cái này loại liều chết đánh một trận tính cách, nếu như vậy, chúng ta sẽ tới chơi cái trò chơi đi. Tiếng nói vừa dứt. Giang Vưu thân hình ngay tức thì biến mất, dễ dàng tránh ra một kiếm này. Kiếm quang mãnh liệt, đánh vào thần huyền tông bên trong, vô số kiến trúc sụp đổ, bụi khói bốn cuốn, trên mặt đất, xuất hiện một cái vô cùng to lớn trong cái hố sâu. Mà ở bụi mù tràn ngập bên trong, một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở thần huyền tông một người sau lưng. Người nọ sắc mặt biến đổi, thậm chí cũng phản ứng không kịp nữa, một cái tay, liền xuyên thủng hắn thân thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nọ phát ra một tiếng hét thảm, vang vọng ở bầu trời đêm bên trong. Cốt lão con người co giúp một cái, phẫn nộ quát, dừng tay. Chuyện không liên quan hắn. Giang Vưu chậm rãi rút tay ra, trong tay lại là nắm một quả thận. Hắn lại là trực tiếp, cầm đối phương một cái thận, miễn cưỡng đào lên. Hứa Mộng Thu các người tròng mắt run lên, đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Giang Vưu mỉm cười nói, dừng tay, có thể à, nếu như, người có thể ở ta chơi xong cái này 3 cái đồ chơi trước, đụng phải ta một chút, ta liền thả bọn họ, thậm chí, tha ngươi, như thế nào? Vừa nói, không cùng Cốt lão trả lời, cuồng cười một tiếng, tiện tay đem vậy cái thận bóp vỡ, cánh tay vung lên, lại là vô cùng là quỷ dị đem đối phương một cái bắp đùi, miễn cưỡng xé ra.
Đáng chết, Cốt lão hét lớn một tiếng, vừa người lên, song kiếm chém liên tục. Mà Giang Vưu, chính là nắm đối phương, thân hình bay tránh. Nửa đêm bên trong, chỉ có từng tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết, cùng Giang Vưu vậy điên cuồng tà dị tiếng cười, không ngừng quanh quẩn. Nửa giờ sau đó, Cốt lão mặt xám như cho tàn rớt ngồi ở đất, trong mắt, là tuyệt vọng. Hai chuôi đoạn kiếm, đánh mất ở bên cạnh, ở hắn quanh người, tán lạc vô số chân tay cụt đoạn thể. Không chỉ là Thẩm Dũng, Hứa Mộng Thu đám người thi thể, còn bao gồm, một đám Thần Huyền Tông đệ tử thi thể. Giang Vưu, lại là trực tiếp đem Thần Huyền Tông, toàn tông tàn sát. Khá tốt Duẫn Mính và Lâm Nhã Cầm đi Thần Cực Tông, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giang Vưu mặt mỉm cười nhìn Cốt lão hình dáng, vô cùng được hưởng bị, đây tuyệt vọng, chính là hắn muốn thấy. Hiện tại, nên ăn bữa ăn tránh. Từ độc quật đi ra, trở lại Thần Cực Tông Diệp Thần đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí lần này thu hoạch rất nhiều. Hắn dự định bế quan 10 ngày. Nếu như Kỷ Lâm còn không có liên lạc mình, hắn liền tự mình tìm. Hắn ở Ngọc Phù bên trong động tay chân, có thể nhanh nhất tìm được Kỷ Lâm vị trí. Đột nhiên, hắn thần sắc động một cái, đi tới gác lửng trước. Chu Viễn Tân đang mặt đầy vẻ lo lắng chạy tới. Xa mới, thế nào? Diệp Thần khẽ cau mày. Diệp đại ca, ngươi, đi nhanh đại điện đi, xảy ra chuyện lớn. Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền đi tới đại điện bên trong. Ngọc Trân Tử các người, đều ở chỗ này, mà Lâm Nhã Cầm cùng Duẫn Mính nằm tại đại điện bên trong, đã hôn mê đi. Sư tôn, Diệp Thần nhìn về phía hai cô gái, con người có giúp lại, đây là chuyện gì xảy ra? Ngọc Trân Tử thở dài một tiếng nói, Diệp Thần, chuyện này, người trước làm xong chuẩn bị tâm tư, không nên gấp. Cái đó, Thần Huyền Tông bị diệt, Cốt lão bị người mang đi, Nhã Cầm và Duẫn Mính biết tin tức sau đó, thiếu chút nữa mất lý trí, ta ra tay trước đem các nàng đánh ngất. Cái gì, Thần Huyền Tông? Hiện tại đã ở Thần Cực Tông che chở dưới, hơn nữa, bây giờ Thần Cực Tông, cũng không phải là đội sổ một cùng tông môn, mà là một cùng trong tông môn không cho coi nhẹ tồn tại à. Vẫn còn có người, dám đối với Thần Cực Tông ra tay. Hơn nữa, dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ Cốt lão chắc đã khôi phục tu vi chứ. Như thế tùy tiện, liền bị người mang đi. Chuyện này, lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Ngọc Trân Tử sắc mặt âm trầm mở miệng nói, người này, không thể nào là một cùng tông môn trả thù, ta mới đầu hoài nghi tới và ngươi có nửa năm ước hẹn Trấn Long Điện Bạch Ngọc Hoàng, có thể Bạch Ngọc Hoàng từ thần quang nghi thức sau liền bế quan, không thể nào ra tay. Càng mấu chốt phải, thủ đoạn này không giống như là Bạch Ngọc Hoàng làm. Trước mắt căn cứ điều tra, rất có thể đến từ thần quốc ẩn núp thế lực, thực lực, thậm chí so với kia vân vô hình vậy phân thân còn kinh khủng hơn. Ẩn núp thế lực, truyền thuyết, ở thần quốc tuyệt hiểm chỗ và những cái kia rất hiếm vết người cấm địa, tồn tại rất nhiều vô cùng cổ xưa tồn tại, thậm chí, một ít đến từ đang rơi vào phòng ấn hoặc ngủ say bên trong cường giả. Những thứ này cổ xưa tồn tại, bất kỳ một người nào, đều là có thể đem bây giờ thần quốc, trong phút chốc hủy diệt, thần ma giống vậy tồn tại. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, xem ra, thần quốc còn có rất nhiều, hắn không biết sự việc, hơn nữa. Hắn mơ hồ cảm thấy, người này, và vậy đạo bị hắn cắn nuốt ma hồn có liên quan. Ngay tại lúc này, Thần Cực Tông chỗ sơn môn, đột nhiên truyền đến từng cơn kêu lên. Đồng thời, toàn bộ tông môn, đều là một hồi đất rung núi chuyển. Diệp Thần con người có giúp một cái, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở sơn môn ra. Sơn môn ra, một bóng người đang tay không, điên cuồng đánh trước hộ thân đại trận. Trong thoáng qua, cái này một cùng tông môn hộ sơn đại trận, lại là liền bị đánh ra một cái chỗ trống. Một tên chàng thanh niên, rơi vào chỗ sơn môn. Đồng thời, hắn còn nghĩ một cái bóng đen, ném xuống đất. Phát ra nặng nề tiếng vang. Mọi người nhìn chăm chăm hướng đạo hắc ảnh kia nhìn, không ít người, đều là thần sắc mãnh đổi. Mặc dù, Thần Cực Tông đệ tử cơ hồ từng cái, trên tay cũng dính vậy không thiếu máu tươi. Cũng không phải là cái gì đóa hoa bên trong phòng ấm. Nhưng, thấy vậy trên đất vật lúc đó, vẫn là không nhịn được, một hồi buồn nôn. Vậy, lại là một người. Một cái bị hành hạ được gần như không cách nào phân biệt máu tươi đầm đìa hình người.
càng làm cho người ta không ưa phải, cái này máu rầm rề hình người, còn sống. Khó có thể tưởng tượng, hắn tiếp nhận là như thế nào thống khổ. Diệp Thần, lại là trong mắt bên trong, sát ý bạo tránh. Hắn nhìn ra được, người này hình, là cốt lão. Giang Vưu ánh mắt quét qua thần cực tông, khẽ mỉm cười nói, nơi này, thật đúng là làm người ta hoài niệm à. Rất nhanh, hắn liền thấy được đứng ở trước người Diệp Thần, trong mắt bên trong, u quang chớp mắt, cười nói, ngươi, chính là bây giờ bị thần quốc gọi là thứ nhất yêu nghiệt Diệp Thần đúng không? Ta, gọi là Giang Vưu. Cái này Giang Vưu, lúc này lại là một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, giống như tầm thường đến cửa viếng thăm vậy. Diệp Thần trong mắt bên trong, một đạo tà tính ánh sáng, hơi lóe lên, cổ tay hắn lộn một cái, nắm Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, lại cũng là cười nhạt nói, à, ngươi là tới tìm ta. Đúng vậy, Giang Vưu tựa hồ thật cao hứng, nhanh như vậy, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy hắn sau đó, há chẳng phải là có thời gian, ở thần quốc thật tốt dạo chơi một phen. Ha ha, không bằng, trước hết cầm thần quốc một cùng tông môn, trước đổ sát sạch sẽ chứ. Nếu ngươi là tới tìm ta, vì sao phải đối với thần huyền tông ra tay? Ừ, Giang Vưu kỳ quái nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi giết chết một đám con kiến, cần phải đặc biệt lý do sao? À, Diệp Thần nụ cười trên mặt, bộc phát nồng nặc lên, sát ý dấy lên, vậy ngươi cũng đi chết đi, ta xem ngươi rất khó chịu. Giang Vưu, có thể quả thật rất quỷ dị, rất nghịch thiên, nhưng, Diệp Thần nhưng đánh đáy lòng, xem thường loại người này. Cường giả chân chính, chỉ sẽ đối với khiêu chiến cường giả, leo lên ngọn núi cao hơn sinh ra hứng thú, mà không phải là, lấy tàn sát nhỏ yếu làm thú vui. Loại người này, bất luận mạnh bao nhiêu, ở Diệp Thần trong mắt, cũng chẳng qua là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Giang Vưu sững sốt một chút, có chút phản ứng không kịp. Diệp Thần, là ý gì? Hắn nói là, mình ở hắn trong mắt, cũng cùng những con kiến hôi kia, không có khác biệt. Giang Vưu, đột nhiên cười như điên. Ha 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 ha. Đã bao nhiêu năm, nhiều ít năm, chưa từng nghe qua như vậy giễu cợt. Hắn là biết bao hoài niệm, đem giễu cợt mình những người đó, điên cuồng hành hạ sau đó, nhìn bọn họ vậy tuyệt vọng cầu xin tha thứ khuôn mặt lúc đó, nơi dâng lên khoái cảm à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần ra tay. Vừa vặn võ đạo ý ở độc quật bên trong có cảm ngộ. Lăng tiêu võ ý, đồ thần phá thiên. Lực lượng cuồng bạo, ở huyết mạch bên trong lao nhanh trước, tuyệt mạnh chân võ ý, ở kiếm phong bên trên dòng nước chảy, một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm quang, tựa hồ có thể đem ngân hà vết nứt, đem những cái kia ở trên bầu trời, mắt nhìn xuống phàm trần chư thần, chém xuống thần đàn. Lực lượng vô tận, ngưng tụ ở kiếm quang bên trong, mà kiếm quang này, lại bị quỷ dị cấm linh lực, đè giúp vào trình độ cao nhất. Trở thành một chút hàn mang. Một chút, có thể đem vạn vật mất đi kinh thiên hàn mang. Diệp Thần ra tay một cái, chính là toàn lực. Bởi vì, hắn nhìn ra được, cái này Giang Vưu rất mạnh. Thậm chí mạnh hơn độc quật bên trong thiên đạo cung những tên kia. Là hắn gặp qua, kinh khủng nhất tồn tại. Nguyên bản, vẫn còn ở cười như điên, còn đắm chìm trong mình ảo tưởng bên trong Giang Vưu, đột nhiên nụ cười cứng đờ. Thâm thúy trong mắt, nhìn về phía về điểm kia hướng mình chớp động mà đến hàn mang, lại là lóe lên một đạo sợ hãi. Cái này hàn mang, lại cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Giang Vưu trong tay, đột nhiên nhiều hơn một chuôi kiểu dáng quỷ dị, ma khí mãnh liệt trường kiếm. Diệp Thần ngưng mắt nhìn thanh trường kiếm kia, ánh mắt trầm xuống. Cái này thanh trường kiếm, thật là mạnh ma khí. Thậm chí vượt xa huyết ma kiếm. Ma hồn nuốt nguyên kiếm. Một kiếm chém ra, giống như muôn vàn ma hồn, trên không hí, cái này trên núi thần, lại là ngay tức thì, biến thành ác ma hoành hành nhân gian luyện ngục. Thiên địa, cũng làm run rẩy. Trên núi thần, vậy đạo to lớn vô cùng thần trụ, ở một kiếm này uy thế bên trong, hiện ra đạo đạo chấn động âm. Thần quốc võ đạo quy luật, ở hai bên công kích bên trong, không ngừng tản mát ra mất đi hơi thở, thần cực tông một đám đệ tử. Tâm đảm tất cả hàn. Cái này, tiếp tục như vậy, sợ rằng, là sẽ đưa tới võ đạo cắn trả à. Nếu như, có lực lượng quá mạnh mẽ võ giả, hắn ra tay một cái, đều có thể,
tổn thương đạt tới võ đạo phép tắc, như vậy, cái thế giới này, liền sẽ đối với hắn tiến hành cắn trả. Đây cũng là tại sao, một ít thượng giới cường giả, rất ít hạ xuống nơi này, cho dù hạ xuống, cũng không cách nào động dùng toàn lực nguyên nhân. Một khắc sau, vậy vạn đạo ma hồn, hóa thành âm trầm kiếm khí, cùng Diệp Thần chém ra về điểm kia hàn tinh, đụng vào nhau. Âm một tiếng, chấn thiên động địa vang lớn. Vậy vạn đạo ma hồn kiếm khí, vẫn diệt không còn một mống, bất quá, Diệp Thần kiếm mang, vậy tiêu tán hầu như không còn. Mà hai người giao thủ dư âm, lại là trực tiếp mất đi liền một khối hư không. Giang Vưu sắc mặt cuồng biến, liền lùi mấy bước, lại là trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm này, đánh ra thần cực tông sơn môn ra. Thậm chí, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Hắn khó có thể tin nhìn Diệp Thần, không biết, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Mình, lại bị áp chế. Hơn nữa, còn bị thương. Thằng nhóc này huyết mạch gì? Thậm chí mới vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm giác được huyết mạch khủng bố. Vậy là tới từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Tựa như đối phương huyết mạch đối với thiên ma tộc mà nói, chính là thần trên trời. Hắn nhìn mình cầm kiếm cái tay kia, đang khẽ run, nhìn về phía Diệp Thần thần sắc, hoàn toàn thay đổi. Mới vừa rồi, một kiếm kia bên trong, ẩn chứa lực lượng, cùng với vậy đạo cực là thuần túy chân võ ý, cũng để cho hắn vô cùng sợ hãi. Nhưng, để cho hắn không cách nào hiểu phải, Diệp Thần tại sao thật giống như biết hắn một kiếm này sơ hở vậy. Lúc này, Diệp Thần từng bước một, hướng Giang Vưu đi tới, cười lạnh nói, ma hồn nuốt nguyên kiếm. Xem ra, người thật sự là bị ta cắn nuốt vậy đạo ma hồn dưới tay. Hắn rõ ràng nhớ, ma hồn nuốt nguyên kiếm, là vậy ma hồn cùng hắn lúc giao thủ, thi triển kiếm pháp một trong. Cái gì, Giang Vưu thử ra. Hoàn toàn thử ra. Chủ nhân vậy đạo ma hồn, không phải là bị diệt sao? Lại là bị cắn nuốt. Không thể nào à. Tuyệt đối không thể nào à. Không có loài người, có thể cắn nuốt được kinh khủng như vậy cổ ma một món phân hồn à. Hắn hầu hạ vậy cổ ma mấy chục ngàn năm, có thể nói, trong thần quốc, không có ai, so hắn càng rõ cổ ma kinh khủng. Hắn biết, cái này chư thiên vạn giới bên trong, bất luận thực lực kinh khủng dường nào loài người, tối đa cũng chỉ mất đi ma hồn, mà không phải là, đem chi cắn nuốt à. Cái này, chỉ có thể nói minh. Diệp Thần, không phải là người. Tuyệt đối không phải người. Ngươi không phải người. Giang Vưu đột nhiên chỉ Diệp Thần, gần như điên cuồng hét lớn một tiếng, bị sợ được, trực tiếp đánh mất lý trí. Vừa quay người, liền hướng thần cực tông bên ngoài, điên cuồng chạy trốn. Hắn linh hồn, cũng đang điên cuồng run rẩy à. Tại sao? Bởi vì, có thể chiếm đoạt cổ ma ma hồn, chỉ có so với kia cổ ma, càng cao cấp, kinh khủng hơn sinh linh à. Vậy, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Diệp Thần, nhìn Giang Vưu cực nhanh chạy thục mạng bóng người, đều có chút ngu. Chuyện gì xảy ra? Mới ra tay liền một lần, thậm chí, cũng không tính giao thủ, liền chạy như vậy. Còn giống như là, thấy được quỷ như nhau. Thương cổ y thần cười nhạt nói, thằng nhóc, xem ra hắn là biết, huyết mạch ngươi có kinh khủng dường nào. Phải không, Diệp Thần trên mặt hiện lên vẻ sát ý, ừ, ngược lại là rất phù hợp, con kiến hôi lựa chọn. Nhưng, chạy thoát sao? Tổn thương cốt lão, Diệp Thần huyền tông. Diệp Thần làm sao có thể để cho hắn đi? Cực võ, thần tránh. Diệp Thần thân hình, ở trong hư không. Một cái chớp động liền vượt qua vô số khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Giang Vưu trước người. Cực võ, trọng quyền. Giang Vưu sắc mặt biến đổi, chợt ngừng thân hình, thét to, không nên tới à. Phát như điên vậy, hướng Diệp Thần, lại là một kiếm chém ra. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, quát khẽ cực võ, giết hồn. Vô cùng cường hãn thần hồn lực, cuồng trào ra, hóa thành hồn kiếm, chém xuống sông đặc biệt là thức hải bên trong. Giang Vưu kêu đau một tiếng, kiếm trong tay chiêu, cũng không miễn có chút hơi xốc xếch. Mà chính là những thứ này hơi xốc xếch, Diệp Thần quyền, đã giành trước một bước, đến Giang Vưu trước mặt. Giang Vưu lật đật kiếm phong một chuyển, chặn vậy hắc mang lóe lên trọng quyền. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần kiếm trong tay, động. Một kiếm này,
kính chào ta sư tôn, Phong Thanh Dương. Quyền thượng hắc mang tiêu tán, màu xanh kiếm phong bên trên, nhưng lóng lánh dậy một đạo kim sắc hàn mang. Giao một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, Giang Vưu cầm kiếm cái tay kia, bị Diệp Thần miễn cưỡng chém bay. À à à, Giang Vưu kêu đau một tiếng, thân hình bạo lui, một cái tay khác, lại là cầm một thanh trường kiếm, có thể một khắc sau, cái tay kia, lại bị chém bay. Tiếp theo, chính là hắn hai chân. Sau đó, một kiếm, mặc ngực mà qua. Giang Vưu nhìn bị đau đớn chìm ngập, cặp mắt bên trong phủ đầy tia máu, miệng phun máu tươi, nào còn có nửa điểm vui vẻ, bộ dáng ung dung. Hắn nhìn trước người Diệp Thần, đầy mắt, đều là sợ hãi. Mà lúc này, Diệp Thần hơi thở hào hển. Hắn vậy vô cùng minh mông linh lực, đều cơ hồ phải tiêu hao không còn, bền bỉ cực kỳ kinh mạch, lúc này, cũng là mơ hồ cảm giác đau đớn. Cực võ ba thức, cùng Phong Thanh Dương kiếm ý liền ra, trình độ cao nhất cắt chuyển, linh lực tiêu hao, có hình học tăng lên gấp bội, cũng chính là Diệp Thần, đổi thành những người khác, cho dù có chân võ ý, như vậy cực hạn địa vận chuyển linh lực, còn không có ra tay, mình chỉ sợ cũng trước kinh mạch nổ tung. Diệp Thần nhìn treo ở trên thân kiếm, còn chưa chết Giang Vưu, lạnh giọng trước mở miệng nói, hiện tại, là tự ngươi nói một chút liên quan tới vậy ma hồn chuyện, vẫn là, để cho ta, mời, ngươi mở miệng chứ. Ngươi đối với như thế nào để cho người mở miệng, hẳn, không xa lạ gì mới đúng chứ. Mà lúc này, Giang Vưu, lại là tựa như không có nghe được Diệp Thần lời nói vậy ngưng mắt nhìn trong hư không, tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nước mắt cuồng trào, điên cuồng cầu xin tha thứ, chủ nhân. Ta sai rồi, lại cho ta một lần cơ hội, lại cho ta một lần cơ hội à. Diệp Thần hơi sững sờ, còn không cùng hắn mở miệng, Giang Vưu thân thể, lại là chợt cháy thành một chùm ngọn lửa đen kịt, trong thoáng qua, liền đem hắn biến thành bụi bặm, liền hồn phách, cũng không có để lại. Một người như thực lực này cường giả, cứ như vậy, không rõ ràng chết. Diệp Thần xoay người. Hướng Giang Vưu mới vừa đưa mắt nhìn chỗ kia hư không nhìn, sắc mặt, âm tình bất định. Cho dù ai, đều không thích có một người vô cùng hắn cường đại tồn tại, trong bóng tối dòm ngó người cảm giác chứ. Nhưng là Diệp Thần không thể nào xen vào nữa cái gì, dưới mắt cốt lão tràn ngập nguy cơ. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy cốt lão, liền hướng thần cực tông đi. Diệp Thần! Cốt lão yếu ớt thanh âm truyền tới. Diệp Thần vội vàng nói, cốt lão, không cần nhiều lời, ta có thể cứu sống ngươi, tin tưởng ta. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem cốt lão đặt ở một tòa giường băng bên trên. Hắn trong mắt ngưng trọng. Hắn thành tựu thần y, lấy được thương cổ y thần truyền thừa, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cốt lão tràn ngập nguy cơ. Thậm chí hồn phách mơ hồ muốn tán. Lão thương, từ nơi nào bắt đầu? Diệp Thần câu thông luân hồi mộ địa. Thương cổ y thần do dự mấy giây, mở miệng nói, người kia hành hạ thủ đoạn đến từ vực ngoại, ở tổn thương người này đồng thời, tụ vào ma ý, có chút khó giải quyết. Nếu như là người khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đối với ta lại nói, chỉ có thể coi là phiền toái chút. Ngươi dựa theo ta nói làm, có thể còn muốn cho ngươi mượn lửa dùng một chút. Nghe được câu nói sau cùng, Diệp Thần mới dài hô một hơi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay treo nổi lên 10 cây châm cứu. Những thứ này châm cứu có chút đặc thù, mỗi một cây đều đang mang ngọn lửa cực mạnh. Có thanh liên yêu hỏa, cũng có khác ngọn lửa, nhìn như thậm chí có chút cuồng bạo. Chính là hiện tại, phân biệt đâm vào đan điền, thiên linh, bách hối, trung hải. Diệp Thần trong tay như lửa châm cứu ngay tức thì xông ra, đồng loạt cắm vào. Phần đuôi kịch liệt run rẩy. Thằng nhóc, vỡ vụn thiên hàn đá, khống chế linh lực, lấy bột hội tụ trong đó. Được. Thằng nhóc, cần máu ngươi, ngưng tụ ở chỗ này người ấn đường. Được. Thằng nhóc, tốc độ, một chút thu sắp huyệt, vận linh khí khắp toàn thân. Được. Diệp Thần chán đã phủ đầy mồ hôi hột, đây là hắn và lão thương lần đầu tiên hiệp đồng chữa trị. Bất kỳ một người nào khâu đều không thể bị lỗi. Mà ở Diệp Thần ra tay hạ. Vậy cốt lão dữ tợn máu thịt mơ hồ thân thể lại dần dần bắt đầu tu bổ. Hơn nữa cốt lão sức sống càng ngày càng mãnh liệt. Ở đó chỗ rất hiếm vết người, bị chướng khí bao trùm thần điện bên trong, khủng bố trầm thấp không thuộc mình gầm to, vang lên lần nữa.
phế vật, thật là một phế vật. Phốc, lần này, vậy mấy tên ngồi quanh ở pho tượng bốn phía bóng người, lại là ở đó cổ ma khí tức cuồng bạo chấn động dưới, rối rít hộc máu. Bất quá, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt, nhưng đều là thoáng qua vẻ vui mừng. Một người trong đó hơi có vẻ kích động hướng về phía tượng đá chúc mừng nói, chủ nhân. Lực lượng của ngài trở nên mạnh mẽ. Thanh âm kia yên lặng chốc lát, tựa hồ bình tĩnh lại, lần nữa mở miệng nói, các ngươi làm không tệ, phong ấn, đã giãn ra. Bất quá. Vậy một đám cường giả, vô cùng nghiêm túc lắng nghe, tựa như, đang lắng nghe thần dụ vậy. Mất đi liền ta ma hồn thằng nhóc kia, sao ta tưởng tượng, còn muốn khó giải quyết. Giang Vưu phế vật kia, đã, bị hắn giết chết. Vì phòng ngừa thằng nhóc này làm trở ngại đến bọn ta kế hoạch lâu dài, xem ra, cần cái thứ hai kế hoạch. Cùng lúc đó, thần cực tông. Một tòa thiền điện ra. Có một khối trấn võ thạch đứng ngạo nghễ ở bên trong viện. Một cái có chút râu người đàn ông không ngừng dùng quả đấm đập vào trấn võ thạch. Trấn võ thạch có thể ngăn cản chảm ách hậu kỳ cường giả nhất kích. Mà giờ khắc này, người đàn ông này lực lượng nhưng thủy chung không cách nào để cho trấn võ thạch chấn động mấy phần. Nhàn nhạt khí lưu phun trào. Làm người ta kinh ngạc phải, người đàn ông này tu vi lại chỉ có chính là thái hư cảnh. Thái hư cảnh bốn tầng thiên. Diệp Lăng Thiên từ Hoa Hạ, đến Côn Lôn Hư, rồi đến Linh Võ Đại Lục, thậm chí còn bây giờ thần cực tông. Hắn hưởng thụ rất nhiều diệp thần cho hắn tài nguyên. Những tư nguyên này đối với bất kỳ một người nào tông môn, đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Có thể Diệp Lăng Thiên tu vi vậy ước chừng dừng lại ở thái hư cảnh bốn tầng thiên. Giống như tiềm lực dùng hết rồi vậy. Hắn cảm giác được mình là cái phế vật. Chính cống phế vật. Hắn hoài niệm đã từng và diệp thần chinh chiến hình ảnh. Hắn hối hận liền vô số ngày đêm. Hắn hỏi mình, tại sao không có nghịch thiên huyết mạch? Thì tại sao tổ tiên cảm giác được mình có thể một mực đi theo diệp thần? Hiện tại hắn mặc dù và diệp thần cảnh giới không kém nhiều, nhưng là thực lực nhưng là ngàn kém vạn đừng. Rất nhiều lần, hắn cũng cảm thấy, mình cả đời này có thể lại cũng không có tư cách cùng vậy điện chủ sóng vai tác chiến. Loại đau khổ này, để cho Diệp Lăng Thiên nhớ lại Hoa Hạ cái đó từ ngữ. Trung niên nguy cơ. Diệp Lăng Thiên tay đã chảy máu, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn vẫn đập vào trấn võ thạch. Có lẽ, ta và điện chủ duy nhất liên lạc, chính là ta họ Diệp đi. Hoặc giả rất nhiều, ta chỉ có thể bảo vệ điện chủ đến Côn Lôn Hư đi, tiếp theo đường, ta có thể và những cái kia chúng sinh như nhau, chìm ngập. Cũng được. Có thể ở thần quốc loại địa phương này tu luyện, có lẽ vậy cũng không tệ lắm. Diệp Lăng Thiên tự giễu cười một tiếng, ngưng mắt nhìn trấn võ thạch lên vết máu, hắn đột nhiên cảm thấy cái này trấn võ thạch đang cười nhạo hắn. Hắn lại nghĩ tới năm đó mai táng hoàn phụ thân hư ảnh giao phó. Ngày hôm đó, cũng là cửu u thí thiên thương ra đời. Hắn phụ thân Diệp Cẩm Minh tựa hồ tiết lộ rất nhiều. Thậm chí nói gia tộc hắn cũng là cái này trên bàn cờ một con cờ. Hắn thậm chí rõ ràng nhớ phụ thân lúc ấy đối với Diệp Thần nói. Thiếu chủ, có một số việc là thiên cơ, không thể nhiều lời, bất quá có một việc ngược lại không phải là bí mật, ngươi là tử khí ngọa long cách, trời xanh đế vương mệnh lệnh, người bất kỳ chỉ cần và ngươi có liên lạc, liền có thể phúc trạch đời sau. Dĩ nhiên, ta cũng tin tưởng, Lăng Thiên có thể ở đoạn đường này là ngài che gió ngăn cản vũ. Lăng Thiên, người tu vi quá thấp, như vậy tu vi, làm sao là thiếu chủ đánh thiên hạ? Lăng Thiên, thật ra thì chuyện này tổ tiên đã sớm liệu được, gia tộc sa sút, đến ngươi khu vực này, tổ tiên nghịch thiên linh căn chính là pha loãng kém không nhiều, người muốn tu luyện có rất lớn thành tựu căn bản không có thể. Tổ tiên bày ngàn năm đại cuộc, là cha chỉ bất quá vậy là một quả con cờ, người có thể thấy giọt máu tươi này, đây cũng là tổ tiên vì ngươi mà lưu. Năm đó Diệp Lăng Thiên phụ thân Diệp Cẩm Minh cũng không phải là bất ngờ đi một nơi bí cảnh, mà là chỗ này bí cảnh vốn là gia tộc bọn họ bí mật, bảo vệ ngàn năm. Cho đến hiện tại mới hoàn toàn mở. Như vậy sát phí khổ tâm, lại là vì sao? Diệp gia nhất mạch, mấy đời bảo vệ thiếu chủ. Chiếu lý mà nói, hắn hẳn một mực đi theo, vì sao hiện tại chỉ có thể như vậy? Hắn thậm chí nghĩ đến phụ thân tiêu tán trước đối với bọn họ nói cuối cùng hai câu. Thiếu chủ,
Lăng Thiên, gia tộc cho ta sứ mạng, ta coi như là hoàn toàn hoàn thành, sau ngày hôm nay, cũng nên là hai người các ngươi thiên hạ. Đúng rồi thiếu chủ, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như gặp phải một cái bốn chữ người, nhất định phải chú ý. Giờ phút này Trấn Võ Thạch cạnh Diệp Lăng Thiên đột nhiên thanh tỉnh, giống như thể hồ quán đính. Hắn đi tới Thần Cực Tông, dần dần rõ ràng vậy bốn chữ người là ai. Thiên Đạo Cung cung chủ, chí cao vô thượng tồn tại, Hiên Viên Mặc Tà. Vậy vì sao mình phụ thân có thể biết thần quốc sự việc? Đây hoàn toàn không khoa học, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng Thiên sau lưng lạnh cả người, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng xé ra quần áo, cởi trần thượng bản thân. Trước khối kia tổ truyền hình vẽ ngọc bội vỡ vụn, Diệp Lăng Thiên liền đem phía trên hình vẽ dùng thuật pháp vĩnh viễn khắc ở trên mình. Chiếm cứ cả nửa người. Đó là một đầu uy phong lẫm lẫm rồng thần, bay lượn chín tầng trời. Để cho Diệp Lăng Thiên bất ngờ phải, trước khi hình vẽ thoạt nhìn là một cái hắc long. Hiện tại nhìn kỹ, hắn phát hiện, cái này cái gọi là hắc long bất quá là một đoàn màu đen cuồn cuộn ma khí bao trùm. Hắc ma chi khí hạ, đầu rồng này lại mang vẻ mơ hồ màu máu. Con rồng này tựa hồ là một đầu bị màu đen ma khí bao gồm huyết long. Mà ma khí vòng quanh huyết long bên trên, đứng một người đàn ông. Người đàn ông này, không phải người khác, chính là Diệp Thần. Hình vẽ này truyền lưu ta Diệp gia không biết đã bao nhiêu năm, trừ đại biểu điện chủ, còn đại biểu cái gì? Năm đó tổ tiên lần nữa nhấn mạnh phải tuân thủ ở bản vẽ này, càng lấy ngọc bội là chịu đựng. Hiện tại ta đem hình vẽ ở ngực phóng đại, luôn cảm giác có rất nhiều chi tiết bị ta không để mắt đến. Diệp Lăng Thiên không ngừng cúi đầu đưa mắt nhìn. Đột nhiên, hắn con người co rúm một cái. Hắn phát hiện ở nơi này đồ đằng nhất ở giữa, lại có một nhóm thật nhỏ chữ viết. Thần Quốc, Long Viêm Uyên. Ngay tại lúc này, một cái Thần Cực Tông đệ tử vừa vặn đi ngang qua. Diệp Lăng Thiên vội vàng mặc xong quần áo đuổi theo, cái này vị tiền bối, ta có là một câu hỏi. Vậy Thần Cực Tông đệ tử dừng bước lại, thấy là Diệp Lăng Thiên, hắn nhưng mà biết Diệp Lăng Thiên là ma thần Diệp Thần bằng hữu, vội vàng chắp tay nói tiền bối không dám làm, Diệp huynh, ta và Diệp Thần sư xuất đồng môn, người kêu ta Chu Hàn là được. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, liền vội vàng hỏi nói, ta đối với thần quốc không phải rất quen thuộc, ta muốn hỏi một chút, Long Viêm Uyên nhưng mà ở thần quốc. Làm Chu Hàn nghe được Long Viêm Uyên ba chữ, sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nói, Diệp huynh, người tại sao hỏi thăm dậy địa phương này? Cái này Long Viêm Uyên nhưng mà thần quốc 10 cấm địa lớn một trong, rất ít có người đi. Còn nữa, ta từng nghe nói một cái truyền thuyết, Long Viêm Uyên vốn là một phiến linh địa, chỉ tiếc viễn cổ thần quốc một cái chạy nạn người bất hạnh đến đây, đưa tới Long Giận, một miệng kinh thiên Long Viêm xóa bỏ hết thảy, vậy linh địa vậy biến thành cấm địa, trở thành bây giờ Long Viêm Uyên. Long Viêm Uyên, những năm này, không phải là không có người đi qua. Nhưng đi liền sau đó, rất ít có đời người còn. Diệp huynh, nghe ta khuyên một câu, người tu vi, không nên đi nơi đó, chân thực quá mức nguy hiểm. Nếu quả thật phải đi, vẫn là phải và Diệp sư huynh cùng nhau đi. Diệp sư huynh thực lực, mới có thể miễn cưỡng đối phó. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên trong lòng phảng phất có một đoàn ngọn lửa đang cháy. Giống như, hình vẽ này từ vừa mới bắt đầu chính là chỉ dẫn. Cho đến thần quốc, hắn tổ tiên sẽ không vô duyên vô cớ ở trên đồ án lưu lại tin tức. Cái hình vẽ này, tất nhiên và điện chủ có liên lạc. Mình và điện chủ cũng họ Diệp, vô cùng có thể, phụ thân trong miệng tổ tiên sẽ tới từ thần quốc. Cái đó Long Viêm Uyên, nhất định và Diệp gia có liên hệ gì? Nhất định, Diệp Lăng Thiên không để ý Chu Hàn lời nói. Chợt hướng Diệp Thần chỗ ở đi. Rất nhanh, Diệp Thần từ trong nhà đi ra. Cốt lão vấn đề coi như là miễn cưỡng đè xuống, chỉ cần đủ thời gian tu dưỡng liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Toàn bộ quá trình suýt nữa xảy ra chuyện. Xem ra mình y thuật còn phải tăng cường à. Thần quốc võ đạo vi tôn, y thuật vậy rất trọng yếu. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng vọt vào. Diệp Thần ngẩn ra, cái này người đến hắn vô cùng rõ ràng. Diệp Lăng Thiên. Từ cầm Diệp Lăng Thiên mang tới thần quốc Thần Cực Tông sau đó, hắn gặp qua Diệp Lăng Thiên mấy lần,
nhưng là chẳng biết tại sao Diệp Lăng Thiên tổng tận lực ẩn núp hắn. Đây coi như là lần thứ hai gặp. Diệp Lăng Thiên, ở thần cực tông như. Diệp thần lời còn chưa nói hết, Diệp Lăng Thiên liền nửa quỳ ở Diệp thần trước mặt điện chủ. Ta phát hiện một cái kinh thiên chuyện, rất có thể quan hệ đến thần quốc Diệp gia. Diệp thần ngẩn ra, chân mày nhíu, có ý gì? Hắn có chút bất ngờ, chiếu lý mà nói, Diệp Lăng Thiên không nên và thần quốc Diệp gia có liên lạc mới đúng. Diệp Lăng Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem mình phát hiện nói ra, lại là đem ngược đồ đằng hiển lộ. Mà Diệp thần vậy chú ý tới vậy được chứ? Thần quốc, Long Viêm Uyên. Bất kể là có phải hay không thần quốc 10 cấm địa lớn, nếu và Diệp gia đầu mối có liên quan, ta cũng phải đi một lần. Diệp thần lẩm bẩm nói, trong mắt viết đầy ngưng trọng. Mà ngay lúc này, Diệp Lăng Thiên quỳ xuống ở Diệp thần trước người, chắp tay nói, điện chủ, Lăng Thiên muốn cùng chung đi. Lăng trời mới biết tu vi không đủ, nhưng vẫn là muốn đi. Không để ý hết thảy. Diệp thần do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là gật đầu, được. Cùng lúc đó, Long Viêm Uyên, thần quốc 10 cấm địa lớn, nhiệt độ cực cao, cỏ cây không sinh. Long Viêm Uyên trung ương chi địa, có một cái hố sâu to lớn, tựa như vẫn thạch đã từng đập xuống vậy. Mà hố sâu trình độ cao nhất, đứng thẳng một khối 10 mét cao đá lớn chi bia. Bia trên có khắc một nhóm được chữ viết cổ xưa. Chữ viết bên trên lại là có một cái màu máu trưởng ấn. Từng có người chết nơi này. Đột nhiên, gió nổi lên. Gió cắt múa, che đậy tầm mắt. Rồi sau đó, hố sâu bên trong, lại xuất hiện hai cái ông già. Một cái ông già là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Mà một cái khác ông già đưa lưng về phía Vĩnh Hằng Thánh Vương, ngưng mắt nhìn bia đá, chắp hai tay sau lưng. Sau tay cầm một cái không trọn vẹn quạt lông. Không biết đang suy tư điều gì. Diệp tiền bối, ngươi tại sao chậm chạp không chịu gặp Diệp thần? Hắn nếu như biết ngươi còn sống, sẽ rất vui vẻ. Vĩnh Hằng Thánh Vương do dự mấy giây, mở miệng nói. Ông già xoay người, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng là lộ ra một đạo nụ cười, ta sống hay chết, bây giờ đối với thằng nhóc kia mà nói, có trọng yếu không? Hoa Hạ phân thân đã chết, ở thằng nhóc kia trong thế giới, chính là không tích chữ. Ta cuối cùng phải chết, vì sao phải tăng thêm bi thương đây? Bàn cờ này, và những tên kia đánh cờ, tiếp theo muốn như đi trên băng. Bởi vì, những người đó, đã nhận ra được Diệp thần động thái. Đây là tốt, vẫn là xấu xa, ai ngờ. Vĩnh Hằng Thánh Vương nghe được những người đó, thân thể lại có chút run rẩy. Cái này run rẩy không phải sợ hãi, mà là tức giận. Diệp tiền bối, ngươi để cho ta bên này làm. Ta đã an bài. Viêm Khôn tiềm lực rất mạnh. Kỷ Lâm trải qua độc quật sau đó, thực lực vậy sẽ thành hóa. Hơn nữa Long Lạc Nhi, ta đã dựa theo ý ngươi, trước thời hạn đưa nàng đi Cửu Thiên Thần Long Điện. Nàng huyết mạch, đủ đi nơi đó. Những thứ này toàn bộ hội tụ, còn chưa đủ sao? Ông già tròng mắt híp lại lắc đầu một cái, hiện tại những lực lượng này còn cần trưởng thành không gian. Chỉ có dưới mắt có thể có một ít thực chất trợ giúp, hẳn là vậy kêu là tiểu hoàng tồn tại. Dĩ nhiên, còn có đầu kia Diệp thần Long phân thân à. Nếu như vậy Long phân thân lao ra vậy vực sâu, có lẽ, thật sẽ có chuyển cơ vậy không nhất định. Vĩnh Hằng Thánh Vương nghe được Long phân thân, tự nhiên biết đối phương là chỉ Diệp thần huyết Long, liền nói ta một mực có một vấn đề, đầu kia huyết Long và viễn cổ bị nhốt ma Long vì sao sẽ gặp nhau. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Ông già nhẹ lay động quạt lông, nhàn nhạt nói, đây là ta an bài. Huyết Long muốn thành dài, chỉ có chiếm đoạt đầu kia viễn cổ ma Long. Dĩ nhiên, ta lúc ấy vậy chuẩn bị kỹ càng, huyết Long bị xa như vậy cổ ma Long chiếm đoạt. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngẩn ra, rất sớm trước kia, ngài thường nói, huyết Long là Diệp thần lớn nhất lá bài tẩy, như huyết Long xảy ra chuyện, đó không phải là đối với Diệp thần bất lợi. Ông già xoay người, nhìn về phía vậy bia đá to lớn, nói, lão Vĩnh, cái bia này lai lịch ngươi hẳn biết chứ. Vĩnh Hằng Thánh Vương ánh mắt nặng nề, gật đầu một cái, biết. Ông già tiến lên một bước, ngón tay đụng vào phía trên dấu vết loang lổ, người kia, và các người Vĩnh Hằng nhất tộc như nhau, là Diệp gia bảo vệ cả đời. Dù là bỏ ra sinh mạng,
hắn là Diệp gia tranh thủ thời gian. Nếu không, cũng không có bây giờ cục. Hắn chết, chúng ta Diệp gia muốn nhớ, vĩnh viễn nhớ. Nếu như ta không đoán sai, hắn hậu nhân phải cùng thằng nhóc kia cùng nhau chạy đến đi. Vĩnh Hằng Thánh Vương nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, người kia đời sau là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên huyết mạch căn bản không thích hợp tham dự tiếp theo cục à. Ta thậm chí đem hắn không để mắt đến. Ông già năm ngón tay đụng vào vậy trên bia đá màu máu trưởng ấn, nhàn nhạt nói, hết thảy không thể tuyệt đối. Người nọ ở tấm bia đá này bên trong để lại đồ. Có lẽ chính là cho con cháu của hắn. Người kia ý chí dù sao phải lưu truyền xuống, mà không phải là cắt đứt. Năm đó người nọ bảo vệ Diệp gia mấy trăm ngàn trở, hắn là ta gặp qua nhất người trung thành, hắn nguyện dùng tánh mạng và máu tươi bảo vệ Diệp gia, thậm chí hắn sau khi chết, cũng muốn kéo dài phần này trung thành. Hắn biết ta muốn bố cục bắt đầu, ở đó một hoa hạ cơ hồ linh khí thiếu thốn đất đai. Nho nhỏ Ninh Ba. Thuận tiện lấy tàn hồn một điểm cuối cùng thời gian để cho đời sau đời 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 coi giữ vậy phiến thiên đường. Cho đến gặp phải cái đó Ngự Long thiếu niên. Hắn đời sau đợi quá lâu, Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần gặp nhau là bọn họ duy nhất tín ngưỡng. Đây có lẽ là ta cũng nhân sâm không ra nhân quả duyên phận đi. Vậy kêu là Diệp Lăng Thiên đứa nhỏ, không tệ, hắn và máu này ấn chủ nhân quá giống. Nguyện là Diệp ra bỏ ra hết thảy. Những người này đều là cái này bàn vạn cổ của cờ bên trong nhất đáng tôn kính người. Bất quá tiếp theo thần quốc cục diện càng ngày sẽ càng phức tạp, thiên đạo cung hiên viên mặc tà bị động lâu, có lẽ liền chủ động. Diệp gia và rất nhiều thượng cổ đại năng liên hiệp thiết lập hạn chế, không kiên trì được quá lâu. Một khi hiên viên mặc tà mất đi trói buộc, vậy Diệp thần thật nguy hiểm. Còn có những cái kia cổ ma bắt đầu rối loạn, cái này đối với chúng ta cục diện cũng không lợi à. Trước những thứ này cổ ma nhưng mà giết Diệp gia không ít người, thậm chí Diệp gia hủy diệt, bọn họ vậy cắm một cước, hiện tại lại muốn kéo nhau trở lại. Sợ rằng rất nhanh thần quốc phải xuất hiện nguyệt hiện ngọc hoàn dị tượng. Chỉ mong Diệp thần có thể đem hết thảy các thứ này trấn áp xuống tới. Nếu không, sự việc càng ngày sẽ càng khó giải quyết. Nói tới chỗ này, ông lão ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, khẽ mỉm cười, bọn họ tới. Nơi này giao cho ngươi đi, ta ở trong bóng tối nhìn là được. Ta quá sớm bại lộ, hoặc sẽ ảnh hưởng Diệp thần đạo tâm. Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái. Mấy giây sau đó, trong bóng tối, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là Diệp thần và Diệp Lăng Thiên. Diệp thần vốn cho là cấm địa sẽ ý định giết người tứ phía, nhưng mà, từ bọn họ bước vào nơi đây, trừ nhiệt độ cao trở ra, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây thật là thần quốc cấm địa. Bất quá chung quanh yên lặng đáng sợ. Diệp thần và Diệp Lăng Thiên bước vào hố sâu, gió lớn từng cơn, giống như kiếm khắc ở gương mặt. Rất nhanh, hai người bước chân dừng lại, tầm mắt chạm đến vậy trung ương cổ xưa bia đá. Bia đá vùng lân cận, đứng một cái cụ già, trong gió đứng, hơi có vẻ tịch mịch. Vĩnh lão. Diệp thần diễn cảm có chút cổ quái. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vĩnh Lão sẽ xuất hiện ở nơi này. Vĩnh Hằng Thánh Vương xoay người, tháo xuống bên hông bầu rượu, uống một hớp, oán giận nói, thằng nhóc thúi, tới thật chậm. Diệp thần nghi ngờ trong lòng, vội vàng nói, Vĩnh Lão, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ ngươi cũng biết Diệp Lăng Thiên đồ đằng bí mật. Vĩnh Hằng Thánh Vương lúc này mới đưa mắt rơi vào Diệp Lăng Thiên trên mình, nhìn Diệp Lăng Thiên vậy ánh mắt kiên nghị. Hắn lẩm bẩm nói, quả thật rất giống người nọ. Ừ. Diệp thần nhướng mày một cái, Vĩnh lão, người nói Diệp Lăng Thiên giống ai? Không việc gì, Diệp tiểu tử, ngày hôm nay, ngươi không phải nhân vật chính, ngươi và ta đứng bên cạnh. Vừa nói một cổ mơ hồ hết sức lực lượng liền đem Diệp thần mang sang một bên. Cho dù Diệp thần biết mình đại khái thực lực, nhưng cũng không nghĩ ra Vĩnh lão thủ đoạn vẫn là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mơ hồ biết Vĩnh Hằng Thánh Vương đến từ Vĩnh Hằng nhất tộc, mà Vĩnh Hằng nhất tộc và thần quốc Diệp gia có chút liên lạc. Còn như cụ thể, hắn thì không rõ lắm. Bây giờ nhìn lại, cái này Vĩnh Hằng nhất tộc thực lực, vậy không thể khinh thường. Diệp thần và Vĩnh lão đứng ở một bên, duy chỉ có Diệp Lăng Thiên đối mặt với bia đá. Hắn trong lòng một cổ kiểu khác tâm trạng phun trào. Hắn ngưng mắt nhìn bia đá ở giữa huyết ấn,
lại hốc mắt ửng đỏ, rơi lệ. Hắn không biết tại sao khóc. Hắn rất lâu không có rơi lệ. Nhưng ngay tại trong một cái chớp mắt này, cảm giác được số mệnh không có sức. Giống như hắn tựa như trải qua cái gì. Hắn hai đầu gối cong, trực tiếp quỳ xuống trước tấm bia đá. Hắn khóc không thành tiếng. Diệp Lăng Thiên hốc mắt bị nước mắt bao trùm, cả thế giới tựa như mơ hồ. Hắn thấy một bóng người, một cái máu tươi đầm đìa bóng người. Thân ảnh kia vết thương chồng chất, hắn một cái tay đè ở trên tấm bia đá. Hắn tròng mắt nhìn về phía sau lưng, một đoàn vô tận ngọn lửa tựa như cắn nuốt. Trong mắt hắn không có sợ hãi, là kiên nghị, là không chịu thua. Ta Diệp Vân Hàn mấy đời bảo vệ Diệp gia, mạng ta là Diệp gia cho, máu ta là Diệp gia mà lưu. Có thể ủng hộ luân hồi đứng đầu, là ta Diệp Vân Hàn cao nhất quang vinh. Hôm nay ta dù chết, nhưng thủ Diệp gia chi hồn sinh sinh bất diệt. Ta Diệp Vân Hàn hậu nhân nghe lệnh, hoang cổ thần mạch, bởi vì Diệp gia mà thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, miễn cưỡng đời đời bảo vệ Diệp gia. Một khi phản bội, thần hồn câu diệt. Diệp Lăng Thiên hình ảnh trước mắt tiêu tán, hắn ánh mắt rơi vào vậy trên bia đá màu máu dấu tay. Hắn chật vật đứng lên, từng bước một đi lên. Hắn đưa tay ra, cùng tay kia ấn trọng hợp. Hoàn toàn trọng hợp. Giống như là hắn mấy chục ngàn năm trước lưu lại vậy. Hoang cổ thần mạch. Diệp Lăng Thiên lẩm bẩm nói, nhưng lời còn chưa nói hết. Tay hắn giống như bị đâm thủng. Thấm ra máu. Diệp Lăng Thiên diễn cảm cực độ dữ tợn và thống khổ. Một bên Diệp Thần đều có chút không đành lòng, mở miệng hỏi Vĩnh Lão, sẽ không có việc gì. Vĩnh Hằng Thánh Vương sờ một cái râu, nói, nếu như cửa ải này, hắn cũng rất không xuống, hắn thật thẹn với tổ tiên. Diệp Thần hơi ngẩn ra, lần nữa nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên quanh thân bị một đạo ngọn lửa màu xanh ra trời chiếm đoạt. Bốn phương tám hướng cũng phơi bày hoang cổ cảm giác. Cực cao nhiệt độ thậm chí chậm lại. Cả thế giới tựa như cũng thuộc về một loại tịch liêu trạng thái. Mà Diệp Lăng Thiên toàn thân đều ở đây vặn vẹo, giống như bị một cổ lực lượng vô hình chiều ly. Kéo dài dòng dã hai tiếng. Diệp Lăng Thiên hôn mê. Tay hắn vậy buông lỏng vậy bia đá. Cổ quái là huyết ấn biến mất. Lăng Thiên, Diệp Thần một bước tiến lên, đem Diệp Lăng Thiên đỡ lên. Nhưng là một khắc sau, hắn phát hiện Diệp Lăng Thiên ấn đường lại xuất hiện một cái cổ xưa đồ đằng. Không chỉ như vậy, Diệp Lăng Thiên quanh thân thật giống như phun trào ra cái gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Vĩnh Hằng Thánh Vương, Vĩnh Lão, tiếp theo nên làm cái gì? Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, lẩm bẩm nói, mang về thần cực tông. Tiếp theo mấy ngày, không cần xen vào nữa. Hắn tỉnh, sẽ nói cho ngươi hết thảy. Đây cũng là sứ mạng của hắn. Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, nhưng là Vĩnh Lão đều nói như vậy, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Hắn vác Diệp Lăng Thiên, hướng vòng ngoài đi. Ngay tại bước ra thứ 10 bước thời điểm, Diệp Thần phát giác cái gì, ánh mắt chợt bắn về phía một phương hướng, ngươi là ai? Chuẩn bị uống rượu Vĩnh Lão nghe được cái này thanh âm, bầu rượu cũng treo ở. Làm sao có thể? Diệp Thần lại có thể phát hiện ra hắn chỗ ẩn thân. Hai người chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể? Diệp Thần gặp thật lâu không có trả lời, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Hằng Thánh Vương, nhàn nhạt nói, Vĩnh Lão, xem ra ngươi đã sớm biết hắn tồn tại. Cũng hoặc là nói, người này và ta Diệp gia có liên quan. Nếu không tiện gặp mặt, vậy ta liền cáo từ. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau. Nói xong, Diệp Thần liền vác Diệp Lăng Thiên biến mất. Mấy giây sau đó, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thánh Vương bên người. Vĩnh Hằng Thánh Vương do dự mấy phần, vẫn là nói, Diệp tiền bối, thằng nhóc này làm sao biết ngươi ở nơi đó. Ông già ngưng mắt nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, nhàn nhạt nói. Luân hồi huyết mạch, cố nhiên không có thức tỉnh, vậy cuối cùng là thế gian mạnh nhất huyết mạch à? Vĩnh Hằng Thánh Vương rõ ràng liền cái gì, mở miệng nói, Diệp tiền bối, tiếp theo ngươi còn phải đi nơi đó. Ông già gật đầu một cái, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời một vòng tháng, Vĩnh Hằng, người phát hiện cái này mặt trăng có phải hay không có chút kỳ quái? Vĩnh Hằng Thánh Vương ngẩn ra, diễn cảm cổ quái, hình như là có chút đặc biệt. Nhưng vậy rất bình thường.
Ông già ngưng mắt nhìn tháng, tiếp tục nói, Diệp thần ngươi giúp ta lưu ý điểm, ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Ta tính một quẻ, tiếp theo, thần quốc sẽ xuất hiện dị biến, liền mấy ngày nay. Sợ rằng có chút không được đồ muốn thức tỉnh. Vĩnh Hằng Thánh Vương vừa định hỏi là cái gì, nhưng phát hiện bên người ông già biến mất. Phảng phất từ không xuất hiện qua. Thần quốc, Bạch Cốc Thành chỗ sâu, một tòa u ám thần điện bên trong. Nơi đây lại và Cửu Thiên Thần Long Điện chỗ sâu tòa kia thần điện có chút tương tự. Thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Liền hơi thở cũng nhất trí. Giống như có người dùng nghịch thiên thuật pháp cưỡng ép đem thần điện mang đến nơi này. Mấy người đối mặt tượng đá, vô cùng ngưng trọng. Chủ nhân, tại sao phải rời đi Cửu Thiên Thần Long Điện, nơi đó nhưng mà tương đối an toàn à? Giá lớn như vậy đem hết thảy rời tới nơi này, thuộc hạ có chút không rõ ràng. Tượng đá kia bên trong đột nhiên truyền đến tiếng trầm thấp, nếu muốn nhiễu loạn trật tự, vậy thì nhất định phải ở thần quốc trên đất động thủ mới được. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác, Cửu Thiên Thần Long Điện vực sâu đầu kia bị nhốt ma long, ồn ào đến ta nghỉ ngơi. Vậy dữ tợn chói tai long ngâm, tựa như trải qua thế gian kinh khủng nhất hành hạ vậy. Ngu xuẩn long, bị nhốt còn phát ra như vậy thanh âm, thật là làm bẩn phần kia quang vinh. Tiếp theo, thần quốc trò chơi cũng nên bắt đầu. Mấy người còn lại ngẩn ra. Chủ nhân, thật dự định làm như vậy. Như vậy biết hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng bất lợi. Tượng đá bên trong, vậy đạo quỷ dị thanh âm, vang lên lần nữa nói, ha ha, nếu tộc ta thiên khải ngày sắp đến, như vậy, thần quốc những cường giả kia cũng nên thức tỉnh, thậm chí toàn bộ thần quốc thế giới ý chí, vì chống đỡ sắp đến diệt thế tai ương, cũng sẽ đem góp nhặt bổn nguyên lực lượng phóng thích, dùng để tăng lên thần quốc võ giả thực lực, cũng là những cái kia siêu cấp yêu nghiệt, cung cấp nhanh chóng quật khởi cơ hội chứ. Pho tượng bốn phía mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Như là như vậy nói, như vậy, thần quốc, là hoàn toàn thời tiết muốn thay đổi à. Bất quá, cái này cũng không phải bọn họ quan tâm nhất chính là, chủ nhân muốn bọn họ như thế nào gây ra hỗn loạn. Bởi vì, bọn họ tin tưởng, bỏ mặc thần quốc đổi được như thế nào, bọn họ hầu hạ chủ nhân, đều là chí cao vô thượng, không người nào có thể so tồn tại. Như vậy chủ nhân, chúng ta hiện tại, phải làm sao đâu? Lại có một người hỏi. Đạo thanh âm kia tiếp tục nói, ha ha, các ngươi phải làm, chính là trước thời hạn một chút, thức tỉnh những cái kia thượng cổ cường giả. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Dưới mặt nạ tròng mắt bên trong, thoáng qua nồng nặc nghi ngờ vẻ không hiểu. Thức tỉnh những cái kia thượng cổ cường giả. Những cái kia thượng cổ cường giả, coi như ngủ say. Hoặc là bị phong ấn vô số năm, nói thế nào, cũng là nhân tộc chứ. Nói như vậy, há chẳng phải là hẳn cùng chủ nhân là đối nghịch quan hệ chứ. Không ngăn cản bọn họ thức tỉnh, cũng được đi. Vì sao, còn muốn trước thời hạn thức tỉnh bọn họ. Quỷ dị kia thanh âm nói, mặc dù đều là thượng cổ tồn tại, nhưng, cũng có sự phân chia mạnh yếu, càng yếu người, càng dễ dàng thức tỉnh. Dĩ nhiên không phải để cho các ngươi thức tỉnh những cái kia thượng cổ người ở giữa trí cường tồn tại. Hơn nữa, bằng các ngươi thực lực, cho dù hiện tại, bọn họ đã đến thức tỉnh bên bờ, vậy thì không cách nào thức tỉnh thượng cổ các cường giả, chỉ cần, đem những cái kia yếu hơn thượng cổ người thức tỉnh, là đủ rồi. Một người thân hình quái dị, nhìn như, rõ ràng không phải là loài người áo bào đen người, dùng một loại tựa như kim thiết va chạm, vô cùng là thanh âm chói tai hỏi, thuộc hạ. Vẫn là có chút không hiểu, coi như là tầng dưới chót, có thể chủ nhân ngài đã từng nói, những thứ này thượng cổ người, cũng không phải là ma tộc, thức tỉnh bọn họ, đối với chúng ta kế hoạch có cái gì trợ giúp sao? Thanh âm kia lúc này, lại là cười nhạt nói, ha ha, liền bởi vì bọn họ là nhân tộc mới chịu thức tỉnh. Không biết, người có nghe nói hay không qua một câu nói, kêu địa phương có người, thì có tranh chấp. Loài người cái chủng tộc này, rất có ý tứ. Bọn họ thích làm nhất chuyện, không phải là tranh sao. Bọn họ đối mặt đừng tộc, có thể sẽ cùng kẻ thù, nhưng, đối mặt người mình, ngược lại, mọi việc đều phải tranh một chuyến, không phải sao. Thêm nữa nói, những cái kia thượng cổ người, cho dù là trong đó tên yếu, ở thời đại này, cũng là có thể quân lâm toàn bộ thần quốc tồn tại. Nếu như các ngươi đột nhiên tỉnh lại, phát hiện cái thế giới này, mình là người mạnh nhất, các ngươi sẽ làm gì? Có phải hay không?
muốn chinh phục hết thảy. Nếu như mấy tên chí cường đồng thời xuất hiện đâu? Hiện tại thần quốc những thế lực này, há chẳng phải là chỉ có thể phụ thuộc vào tại một người trong đó tự vệ. Ha ha, như vậy, thần quốc, có thể không loạn sao? Mọi người nghe vậy, đồng nói, chủ nhân thánh minh. Tốt lắm, kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ cần lưu lại một người ở chỗ này thần bảo vệ điện, những người khác liền tạm thời đi trước ta nói cho các ngươi biết mấy cái này địa phương, dùng giáo ta phương pháp của các ngươi, đem những người này thức tỉnh đi. Thần cực tông. Diệp thần nhìn nằm ở trên giường, cả thân thương thế, đã kém không nhiều khôi phục cốt lão, khẽ gật đầu. Vốn là, cốt lão đã sắp chết đến không thể lại sắp chết, cho dù là dùng tới tất cả loại thiên tài địa bảo, muốn khôi phục, chỉ sợ cũng muốn mấy trăm năm thậm chí còn hơn ngàn năm. Bất quá, có Diệp thần và thương cổ y thần y thuật, cũng không giống nhau. Mấy ngày ngắn ngủi, cốt lão cũng đã căn bản khôi phục. Vấn đề duy nhất là, Diệp Lăng Thiên còn không có tỉnh lại. Mấy ngày nay, Diệp Lăng Thiên ở đó một cấm địa rốt cuộc trải qua cái gì? Vậy ở trong bóng tối nhìn mình lại là ai? Vĩnh lão chẳng lẽ ở vì thế người làm việc? Nếu quả thật như vậy, vậy có phải hay không đại biểu người này biết trước khi vị kia luân hồi đứng đầu? Diệp thần giờ phút này trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, thậm chí trong lòng có một chút bất an. Đây là đối với nguy hiểm bén nhạy khứu giác. Đột nhiên bây giờ, thần cực tông bên trong, vang lên từng cơn kêu lên, Diệp thần chớp mắt sao, thân hình một cái chớp động, liền đến trên quảng trường. Lúc này, thần cực tông bầu trời, Ngọc Chân Tử cùng với một tất cả trưởng lão, đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ ngắm nhìn dưới màn đêm to lớn tròn tháng. Sư tôn, Diệp thần đi tới Ngọc Chân Tử bên người, theo bọn họ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Ngay tức thì, con người co rúm lại. Chỉ gặp, trong bầu trời đêm như bánh xe trăng sáng chung quanh, lúc này, lại hiện lên một tầng phỉ thúy vậy quang vòng. Nhìn như, vô cùng kỳ dị. Ngọc Chân Tử ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn. Là Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn à, thần quốc, phải loạn. Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn, Diệp thần khẽ cau mày, sư tôn, đó là cái gì? Trong truyền thuyết, nếu như thần quốc, sắp gặp gỡ đủ để diệt thế gặp nạn, như vậy, liền sẽ có đủ loại dị tượng hiện thế, mà Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn, liền là một cái trong số đó. Diệp thần nghe vậy, cũng là sắc mặt trầm ngưng. Ngay tại lúc này, sáng trong Nguyệt Luân bên trên, vậy đạo Ngọc Vòng đột nhiên bây giờ, bộc phát ra một hồi xanh biếc ánh sáng rực rỡ, ngay tức thì, tràn đầy kéo dài tới thần quốc mỗi một xó xỉnh. Trong chốc lát, trong thần quốc vô số võ giả, đều là mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ. Diệp thần cúi đầu, cặp mắt trợn tròn, nhìn vậy ở trên không khí bên trong phù động màu xanh lá cây quang vụ, hắn lúc này, cả người, không nói ra được sảng khoái. Mỗi cái lỗ chân lông, tựa hồ cũng đang hoan hô. Điên cuồng cắn nuốt cái này gần như vô cùng vô tận quang vụ. Cái này màu xanh lá cây quang vụ, bao phủ thần quốc, lại là ngay tức thì, đem thần quốc thiên địa linh khí độ dày. Tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, Diệp thần có thể cảm giác được, linh khí độ dày, vẫn còn tiếp tục lên tăng trước. Mấu chốt nhất là, hắn mơ hồ bên trong, tựa hồ có thể cảm nhận được, cái này xanh biếc quang vụ có tẩy cân phạt tủy, thậm chí xúc tiến huyết mạch, pháp thể thức tỉnh công hiệu. Cái này, liền quá kinh khủng à. Đối với thần quốc rất nhiều võ giả mà nói, đều là một cái vô cùng hiếm có cơ duyên. Càng quỷ dị hơn là, cái này màu xanh lá cây quang vụ lại có một phần lớn hướng Diệp Lăng Thiên gian nhà phun trào đi. Nhưng mà, vô duyên vô cớ, vì sao sẽ xuất hiện loại cơ duyên này đâu? Hắn nhìn về phía Ngọc Chân Tử các người, chỉ gặp bọn họ mặc dù cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng, không thấy được nhiều ít vui mừng. Ngọc Chân Tử tâm tình vô cùng trầm trọng thở dài một tiếng nói, xem ra, truyền thuyết đều là thật. Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn, bích quang xuống thế. Linh khí bạo tăng. Đây là phía trên ý chí, vận dụng hắn bổn nguyên lực lượng, tới tăng cường thần quốc võ giả toàn thể thực lực à. Nói cách khác, diệt thế tai ương, thật, muốn hạ xuống à. Năm đó cái đó thần quốc cao nhất gia tộc diệt vong bắt đầu, cũng là như vậy. Lịch sử tựa như lại xuất hiện. Diệp thần ngẩn ra, sư tôn, người nói đúng gia tộc nào. Ngọc Chân Tử phức tạp nhìn một mắt Diệp thần. Ném ra hai chữ, Diệp gia. Mọi người, đều là một hồi trầm mặc.
Diệp Thần đột nhiên hướng về phía Ngọc Chân Tử mở miệng nói, sư tôn, ta phải đi ra ngoài một chuyến, có một số việc, ta muốn biết rõ. Ngọc Chân Tử nhìn hắn, gật gật đầu nói, đi đi, cẩn thận một chút, người ngươi, vi sư sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, thân hình một cái chớp động, liền biến mất ở dưới màn đêm. Ngọc Chân Tử các người biết, bây giờ Diệp Thần đã vô cùng cường đại, hắn phải giải quyết sự việc, nói khó nghe, thần cực tông đã không có tư cách nhúng tay. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không hỏi quá nhiều cái gì, nếu như Diệp Thần đều không cách nào giải quyết, thần cực tông bên trong người bất kỳ, không chỉ có không giúp được gì, nếu như cưỡng ép đi theo đi, ngược lại rất có thể trở thành Diệp Thần phiền toái. Nhìn Diệp Thần bóng người mấy cái chớp động, liền biến mất không gặp, Ngọc Chân Tử đột nhiên hướng về phía bên cạnh Lục trưởng lão mở miệng nói, lão Lục, người hiện tại đi cầm chúng ta tông môn, để dành tất cả linh thạch, lấy ra. Lục trưởng lão cả kinh, bất quá vẫn là lĩnh mệnh nói, Chỉ chốc lát sau, Lục trưởng lão trở lại Ngọc Chân Tử bên người, lấy ra một cái túi đựng đồ nói, đây chính là toàn bộ. Ngọc Chân Tử gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, người hiện tại xuất phát, càn quét tất cả lớn phòng đấu giá, không tiếc bất cứ giá nào, dành mua tu võ tài nguyên, cao cấp vũ khí, pháp khí hộ thân, đan dược, cùng với hộ sơn đại trận hoặc là có thể củng cố đại trận vật liệu. Đem tất cả mọi thứ, cũng đổi thành tài nguyên. Một tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là một hồi sợ hãi, tông chủ đây là muốn làm gì? Tại sao, có loại quyết đánh đến cùng mùi vị? Bất quá, Lục trưởng lão vẫn là cung kính nói, cần tuân tông chủ lệnh. Dứt lời, liền hướng thần cực tông ra đi. Ngọc Chân Tử nhìn về phía các trưởng lão khác nói, truyền lệnh xuống, đem ta tông tàng võ các, linh dược các phân. Vân, phàm là có thể đối với đệ tử thực lực tăng lên có trợ giúp địa phương, tất cả đều miễn phí mở cửa. Tất cả đạo sư, bắt đầu từ bây giờ, không phân chia ban ngày đêm hướng dẫn tất cả viện đệ tử. Không thể buông lỏng chút nào, phải đem ta thần cực tông bất kỳ đệ tử, cũng làm đệ tử thân truyền của mình vậy đối đãi. Các ngươi, vậy đều tự chọn đệ tử ưu tú nhất, tiến hành đào tạo, mỗi người đào tạo 100 tên. Không cần quan tâm đến tài nguyên, cho dù hao hết sạch nội tình, cũng ở đây không tiếc. Một tất cả trưởng lão, thần sắc vậy gay gắt đứng lên, bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, thần quốc là thật thời tiết muốn thay đổi. Lúc này khom người lĩnh mệnh. Cuối cùng, Ngọc Chân Tử ngưng mắt nhìn không trung như bánh xe mang phỉ thúy hào quang to lớn tròn thắng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta thần cực tông chính thức đóng tông. Đem hộ sơn đại trận, hoàn toàn mở ra. Thần quốc, nơi nào đó sinh trưởng vô số thân cây đỏ thẫm, cành lá đen nhánh cổ thụ chọc trời rừng rậm bên trong, một người mặc hắc bào nam tử, thật nhanh ở cây cối bây giờ di động, đột nhiên, hắn ở nơi nào đó, ngừng lại. Dưới mặt nạ trong mắt, ngưng mắt nhìn một bụi nhìn như, những thứ khác cổ thụ chọc trời, không có chút nào khác biệt cổ thụ. Bỗng nhiên, hắn đưa ra một cái tay, lòng bàn tay bên trong, bộc phát ra một đoàn sâu ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa này hiện lên sau đó, chung quanh hư không, đều là hơi vặn vẹo. Nam tử nhìn cái này trùm ngọn lửa, ánh mắt vô cùng ngưng trọng bên trong, lại mang sâu đậm sùng kính. Ngọn lửa này là chủ nhân dành cho mình một món bổn mạng ma nguyên huyễn hóa thành. Nam tử hít sâu một hơi, cổ tay run một cái, hướng về phía bụi cây kia cổ thụ nạt nhỏ, đi. Lửa ma chập chờn, liền theo chàng trai quát khẽ, hướng bụi cây kia cổ thụ bay đi. Một khắc sau, cái này lửa ma, lại là im hơi lặng tiếng sáp nhập vào cây cối bên trong. Cây cối bên trong, đột nhiên tản mát ra một hồi quỷ dị chập chờn. Thành. Nam tử trong mắt, thoáng qua vẻ vui mừng, nhẹ khạc ra một hơi, thì phải xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng là lạnh như băng, giọng khá là cổ quái, mang cổ khoang thanh âm nam tử, ở rừng rậm bên trong vang vọng. Người nào, đem bổn tôn thức tỉnh. Áo bào đen nam tử, chợt quay người lại, nhìn về phía bụi cây kia cổ mộc, trong mắt là khiếp sợ. Lại nhanh như vậy, liền thức tỉnh. Nháy mắt tức thì. Đánh tới một tiếng vang thật lớn, vậy cổ mộc, ngay tức thì nổ tung. Một người ở trần, chỉ ở giữa eo bọc một tấm da thú, ngực vẽ trước một đạo giống như mặt trời đỏ tươi xăm, bắp thịt đường cong vô cùng yêu mỹ chàng thanh niên, xuất hiện ở hắc bào nhân trong mắt.
Là ngươi tỉnh lại ta. Chàng thanh niên nhìn người áo bào đen, khẽ cau mày. Mà lúc này, tu vi Trảm Ách hậu kỳ người áo bào đen, cả người, nhưng là không khống chế được run rẩy. Tại sao? Bởi vì, tên này tỉnh lại thượng cổ người hơi thở, quá khủng bố. Khủng bố đến, để cho hắn cảm thấy, đối phương chỉ cần một cái ý niệm, là có thể để cho mình chết lên một vạn lần. Vậy thượng cổ người một cái ánh mắt, liền đè được hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn thật là không dám tin tưởng, tên nam tử này tử, lại vẫn chỉ là thượng cổ người bên trong, tầng dưới chót nhất tồn tại. Người áo bào đen nghe vậy, không khỏi được cố tự chấn định nói, tôn kính cường giả, là ta đem ngài đánh thức. Nếu là hắn tỉnh lại đối phương, chắc hẳn, đối phương chắc sẽ không đối với hắn bất lợi chứ. Nói không chừng, còn có thể được chỗ tốt hơn. Nghĩ tới đây, người áo bào đen, không khỏi có chút hưng phấn lên. À, vậy bọc da thú thanh niên, nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, mặt không thay đổi nhìn áo bào đen chàng trai nói, vậy, ngươi có thể đi chết. Hắn theo giơ tay lên một cái, một đạo hồng quang, liền hướng áo bào đen nam tử, bắn nhanh đi. Cái gì? Áo bào đen nam tử kêu lên một tiếng, sắc mặt cuồng biến, cả người linh lực phun trào, một quyền đánh ra. Vô biên ma khí, ngưng tụ ra một đạo khủng bố dấu quyền. Ngay tức thì đem ngàn dặm hư không, chấn thành nghiền. Dấu quyền run lên, liền nghênh hướng vậy đạo hồng quang. Nhưng, cái này Trảm Ách hậu kỳ áo bào đen nam tử, toàn lực đánh ra một quyền, ở đó hồng quang trước mặt, nhưng tựa như một hồi khói mù vậy, khoảnh khắc mất đi. Áo bào đen nam tử, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền từ cái này thế gian, hoàn toàn biến mất. Gia thú thanh niên lạnh lùng nói, một cái phụng ma người. Vậy dám xuất hiện ở ta Dương Xích Nguyên trước mặt. Không biết sống chết. Thân hình hắn động một cái, liền xuất hiện ở rừng rậm bầu trời, giang hai tay ra, ôm vẩy ở trên người ánh nắng ấm áp, vô cùng hưởng thụ cười nói, vạn năm, ước chừng vạn năm. Bổn tôn, rốt cuộc trở về. Giống nhau một màn, vẫn còn ở thần quốc các nơi, không ngừng diễn ra, một cái lại một cái thượng cổ chí cường, trở lại giữa trời đất. Hai ngày sau, một nơi thung lũng bầu trời. Một đạo thon dài nam tử bóng người, vô căn cứ đứng, mắt nhìn xuống thung lũng bên trong, không ngừng phiên trào màu tím nhạt chướng khí. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Cái này hai ngày, hắn thông qua Giang Vưu lưu lại tung tích, rất nhanh, điều tra được liền Bạch Cốc Thành Thiên coi là các, cũng bị người giết sạch sẽ, người bị hại, cùng thần Huyền Tông bên trong mọi người, giống nhau như đúc, thủ pháp này chính là Giang Vưu nơi là. Mấy ngày nay, hắn một mực ở Bạch Cốc Thành vùng lân cận thăm dò. Rốt cuộc, phát hiện chỗ này bị chướng khí bao trùm thung lũng. Hắn lần này tới, chính là muốn đem Giang Vưu thế lực sau lưng, điều tra rõ. Nếu như vậy đạo mai phục ở Trấn Thần Tháp bên trong ma hồn, là bị bản thể, tận lực an bài ở trong đó mà nói, tên kia cổ ma tuyệt đối, là cực kỳ tồn tại nguy hiểm. Thậm chí, đối với toàn bộ thần quốc, đều là như vậy. Bất luận đối phương ở đưa ra cái gì, Diệp Thần, đều không thể để cho nó tùy tùy tiện tiện được như nguyện. Hẳn, chính là chỗ này. Diệp Thần líu díu một câu, thân hình động một cái, liền muốn xông vào vậy cuồn cuộn độc chướng bên trong. Đây đối với Trảm Ách hậu kỳ võ giả, đều có uy hiếp không nhỏ độc chướng, lấy Diệp Thần thể chất, nhưng căn bản không coi vào đâu. Có thể nhưng vào lúc này, một người mặc áo bào đen, vóc người vô cùng cao lớn. Hai cánh tay là phổ thông võ giả gần thập bội lớn bằng, cả người trên dưới, không chỗ không tản ra khí tức nguy hiểm khủng bố bóng người, chắn Diệp Thần trước người. Cái này áo bào đen nam tử mang một bộ mặt quỷ mặt nạ dưới, một đôi màu xám trắng, ngưng tụ vô cùng chết sát khí trong mắt. Diệp Thần con người co giúp một cái, ngưng mắt nhìn hắc bào nhân kia, người này bất ngờ cùng Giang Vưu như nhau, là Trảm Ách hậu kỳ tu vi. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, người này, so với Giang Vưu, mạnh hơn gấp mấy lần. Những người này căn bản không có thể sử dụng cảnh giới để cân nhắc. Diệp Thần hít sâu một hơi, cổ tay lột, nắm Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm. Xem ra, mình là tìm đúng chỗ. Trước mắt tên này rắn chắc được gần như không thuộc về mình nam tử, cùng Giang Vưu tản ra hơi thở, có một chút chỗ tương tự, hơn nữa, bọn họ nơi mặc áo bào đen, cũng là giống nhau như đúc. Vậy áo bào đen nam tử, nhìn Diệp Thần,
khinh thường cười một tiếng nói, ha ha, xem ra, ngươi chính là cái đó chém giết Giang Vưu tiểu tử. Lại, chỉ có thái hư cảnh tu vi, Giang Vưu tên phế vật kia, chết ở ngươi cái này loại rác rưởi trên tay. Thật là cho chủ nhân chúng ta mất thể diện à, cho dù, hắn không có bị ngươi giết chết, ta cũng muốn đích thân đem hắn bóp vỡ. Đáng tiếc à, hắn đã chết, ta thật là tò mò, cái này thích hành hạ người khác rác rưởi, bị ngươi giết thời điểm chết, nói cái gì? Diệp Thần cả người linh lực chậm rãi ngưng tụ ở trên trường kiếm, chân võ ý, hơi dạo dực, hắn nhìn vậy áo bào đen nam tử, trên mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười nói, tò mò sao? Yên tâm, lập tức, người cũng có thể đi hỏi một chút hắn sẽ nói cái gì? Áo bào đen nam tử nghe vậy, vậy màu xám trắng cặp mắt bên trong chết sát khí, kịch liệt kích động, cả người sát y nháy mắt tức thì cuồng trào ra chảm ách hậu kỳ hơi thở, giống như bom vậy từ quanh thân bùng nổ. Lúc nào, một cái thái hư cảnh phế vật, cũng dám ở trước mặt mình, như vậy càn rỡ. Lập tức, có thể đi hỏi một chút Giang Vưu sẽ nói gì. Tiểu tử này ý kiến là hắn có thể giết mình. Đây là đang xem thường mình. Cái này, không chỉ là đối với hắn thạch phách làm nhục, cũng là đối với hắn chủ nhân làm nhục. Mình là chủ nhân thờ phượng người, chính là chủ nhân, trên đời gian vinh dự thể hiện. Mình, liền đúng là vô địch. Là không cho làm nhục, chủ nhân là chí cao vô thượng nắm giữ, hắn thờ phượng người, tự nhiên có áp đảo chúng sanh trên lực lượng. Mình, chính là kinh khủng hóa thân. Người phàm cửa, ở bọn họ trước mặt, duy nhất cho phép làm, chính là quỳ sụp xuống đất, run rẩy, kính sợ run rẩy. Không cho phép, có một chút ý thức phản kháng. Mà hiện tại, một cái thái hư cảnh rác dưới, lại cũng dám đối với mình, dậy sát ý. Vậy thân là chủ nhân thờ phượng người, liền phải thay thế chủ nhân, rơi xuống thần phạt. Lấy vô tận thống khổ, tới cọ rửa cái này không thể tha thứ độc thần cử chỉ. Thạch phách chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, vô cùng âm ngoan gào thét nói, tiểu tử ngươi lấy là mình giết một cái Giang Vưu, liền vô địch. Giang Vưu, bất quá là chúng ta bên trong nhất là phế vật một cái, hiện tại, bổn tôn sẽ để cho ngươi biết một chút về, chủ nhân tín đồ, là kinh khủng bực nào tồn tại đi. Trong tay hắn, đột nhiên nhiều hơn một chuôi tản ra từng cơn ma khí dịu lớn, mặt búa bên trên, minh in vô số màu máu phủ văn, sát khí cuồn cuộn. Vô cùng sát diệt thần dìu. Thạch phách quát lên một tiếng lớn, cả người sát khí, giống như lũ lụt vậy xông ra, lại là dày đặc đến hóa thành thực chất bước. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Sát khí này, lại mạnh như vậy mãnh liệt. Khó có thể tưởng tượng. Chết ở trong tay người này sinh linh, rốt cuộc có nhiều ít. Thạch phách thấy Diệp Thần thần sắc, màu xám trắng con người bên trong, khinh miệt, tàn nhẫn vẻ hơn nữa đậm đà, từng cơn trắng xám sát khí, dung vào trong tay dìu lớn, màu máu phủ văn, trình độ cao nhất lóng lánh, kinh thiên dìu ý, tựa như tàn phá thiên địa, đem vạn vật vạn thành phấn vụn gió bão vậy, cuộn sạch ra. Vậy thâm cốc bên trong, vô cùng khủng bố, vạn năm tới, đều không từng tiêu tán. Vô cùng là động màu tím chướng khí, ở nơi này dịu ý kích động dưới, lại là thật nhanh tiêu tán đứng lên. Một khắc sau, thạch phách hai cánh tay bắp thịt bành trướng, cả người kinh thiên cự lực cuồng trào, hướng Diệp Thần, hung hăng một dịu chém tới. Một đạo màu đen dịu ảnh, giống như một đầu nuốt trời thực đất cự thú vậy, hạ xuống thế gian, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng làm cho này kinh thiên động địa một dịu mà rung động. Thương khung mờ tối, ngày tháng không sáng. Mặt đất phát ra kêu gào, vô số núi to sụp đổ, trên mặt đất, hiện lên đạo đạo liệt ngân, nham thạch nóng chảy rót ngược, dù sao cũng bên trong sơn hà, ngay tức thì hóa là đất khô cằn. Một dìu ra, lại giống như là chém ra một cái mặt thế. Liên liên Diệp Thần thấy vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này một dìu bên trong lực lượng, tuyệt mạnh. Diệp Thần ánh mắt chớp động, vậy ở chấn thần tháp ảo cảnh bên trong. Cùng một tên cầm búa lớn trong tay ma tộc giao chiến xuất hiện ở trong mắt cực nhanh tái hiện, bỗng nhiên, hắn trong mắt, bộc phát ra một hồi sạch bóng, ánh mắt ngưng tụ, phong tỏa cái này một dìu bên trong điểm yếu. Hắn nổi lên thật lâu một kiếm, bạo chém ra. Lục đạo kiếm thần, bốn kiếm quy nhất, Diệp Thần quát khẽ cả người kim quang mãnh liệt, toàn thân giống như mạ kim vậy, phá thiên lực, kích thích đến trình độ cao nhất, cực hạn lực lượng. Ở một phần vạn cái hô hấp bên trong,
tự nhiên ra, bơm vào ở vô cùng nặng nề thanh liên diệt thiên kiếm bên trên. Lục đạo kiếm thần, lấy kiếm đổ thần. Lăng Tiêu võ ý, kinh thế lên. Vô tận kiếm quang, hóa thành hàn mang. Một chút hàn tinh, mang vô tận khí tức hủy diệt, ở ngày cuối cùng này chi cảnh bên trong, cực nhanh bay lên. Ầm một tiếng vang thật lớn, diệu ảnh hàn tinh, ầm ầm đụng nhau. Vô tận uy lực còn lại, hoành tỏa ra bốn phía, xa ở ngoài ngàn dặm Bạch Cốc Thành, đều là kịch liệt chấn động, thậm chí không thiếu tu võ người, đều ở đây cái này vét sạch ngàn dặm dư âm dưới sự xung kích, miệng phun máu tươi, kinh hãi vô cùng nhìn về phía một cái hướng khác. Vô biên cự lực cuồng trào, thạch phách vậy màu xám trắng cặp mắt bên trong, bộc phát ra vô cùng kinh hãi thần sắc, cả người xương cốt, bộc phát ra rắc rắc vỡ vang lên, xương máu tràn ngập, cả người đạp hư không, bạo thối lui ra mười mấy bước, mới ngưng được thân hình. Làm sao có thể? Trên mặt mặt quỷ mặt nạ, lúc này đã biến thành bụi bẩm, lộ ra mặt nạ phía dưới, một tấm màu da trắng xám, giống như đá điêu khắc mà thành giống vậy khuôn mặt. Lúc này, thạch phách khuôn mặt bên trên, đâu còn chút nào khinh miệt, tàn nhẫn. Có, chỉ có cực hạn rung động, không cam lòng, tức giận, cùng với một chút sợ hãi. Một cái thái hư cảnh con kiến hôi, không phải hẳn bị mình cái này trình độ cao nhất cường đại một dìu, hoàn toàn nghiền ép sao? Tại sao, tiểu tử trước mắt này, còn sống thật tốt? Thậm chí, bị thương, ngược lại là mình. Tại sao sẽ là như vậy? Hơn nữa, mới vừa rồi kiếm dìu đánh nhau lúc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được, một kiếm kia bên trong, hàm chứa gần như vô cùng thân xác lực lượng à. Thân xác lực lượng, nhưng mà hắn thạch phách nhất dẫn lấy là hào chỗ à. Hắn, có thiên thạch thân thể, ở thể tu một đạo lên, thiên phú cường đại đến khó mà hình dạng. Mà thành là phụng ma người sau đó, hắn lại là điên cuồng mượn cổ ma lực lượng, không ngừng chui luyện mình lực lượng thân thể dài đến vạn năm. Thạch phách, một mực cầm vậy gần như đột phá suy nghĩ cực hạn lực lượng, làm là thần ban cho à. Có thể hiện tại, hắn nhưng ở tỉ thí lực lượng bên trong, bại bởi một người thái hư cảnh loài người võ giả. Đây là đối với thần, cực kỳ làm nhục. Thạch phách trong mắt, lửa giận đằng đằng, trên gương mặt, còn hiện ra một loại khác thường cuồng nhiệt vẻ. Tựa như, là thần mà chiến thần chiến sĩ vậy. Diệp thần còn sống, chính là đối với thần tôn nghiêm trà đạp, người này, phải mất đi. Bất quá, khiếp sợ, nhưng không chỉ là thạch phách. Diệp thần nhìn mình vậy chỉ khẽ run, máu tươi chảy như dòng nước, nắm trường kiếm cánh tay, ánh mắt cuồng tránh. Thậm chí, máu thịt dưới, vô cùng trong suốt, giống như Mỹ Ngọc vậy, trình độ cứng cáp thậm chí vượt qua hết thảy cánh tay, cũng xuất hiện tí ti máu nứt ra. Đá này phách thực lực, vẫn còn ở hắn tưởng tượng bên trên. Đặc biệt, là đối phương lực lượng. Hắn lực lượng, mặc dù thắng được thạch phách, nhưng, tuyệt đối không nhiều. Hắn một kiếm kia, mặc dù có thể để cho thạch phách bị thương, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn xem thấu thạch phách ra tay bên trong sơ hở. Mà đây, vẫn là ở hắn ở trên thực tế, cùng phụng ma người Giang Vưu sau khi giao thủ, đối với ma tộc võ đạo, càng sâu hơn một phần hiểu, mới làm được à. Đổi lại là cùng Giang Vưu giao thủ trước khi mình, cũng chưa chắc có thể đem thạch phách bị thương thành như vậy. Nhưng, hắn biết, thạch phách kinh khủng không chỉ là lực lượng mà thôi. Sinh mệnh lực của hắn, năng lực khôi phục, cũng là cực kỳ cường hãn. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, so thiên đạo cung Hiên Viên Hàn, còn muốn khó giải quyết. Người cái này độc thần hèn mọn đồ, phải từ thế gian trừ đi. Thạch phách điên cuồng hét lên một tiếng, tay cầm dìu lớn, lần nữa vọt tới, lại là hoàn toàn không quan tâm mình thương thế, thậm chí cái chết của mình sống, xem con chó điên vậy. Bất quá, Diệp Thần trong mắt, nhưng cũng thiêu đốt lên liền chiến ý hừng hực. Kẻ địch càng mạnh mẽ, Diệp Thần liền càng hưng phấn. Âm tiếng, bên tai không dứt, mỗi lần kiếm dìu đụng nhau, trên người của hai người đều là bùng nổ dậy từng cơn xương máu. Nhưng, Diệp Thần cùng thạch phách, lại cũng giống như người không có sao vậy, tiếp tục điên cuồng công kích đối phương. Không tới một nén nhang thời gian, hai người lại là điên cuồng chém nhau liền hơn ngàn lần. Mỗi một lần công kích, thạch phách thương thế nếu so với Diệp Thần, nghiêm trọng gấp mấy lần. Thạch phách thiên thạch thân thể, mặc dù cường hãn,
khôi phục cùng lực phòng ngự đều là vô cùng kinh người, nhưng, dù sao không phải là vô hạn. Đang không ngừng tổn thương tích lũy dưới, lúc này Diệp Thần, rốt cuộc chiếm cứ thượng phong. Bất quá, vậy chỉ là có thể áp chế thạch phách mà thôi, như muốn chém chết, còn cần rất lâu. Nhưng vào lúc này, chân trời chỗ, đột nhiên thoáng hiện ra một đạo hồng quang. Một người bọc da thú nam tử, lại là giống như quỷ mị vậy, xuất hiện ở Diệp Thần cùng thạch phách trước người. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, người này là như thế nào xuất hiện? Lại, liền hắn cũng không có thấy rõ. Càng làm cho người kinh hãi chính là, cái này nam tử xuất hiện ngay tức thì, lại là trực tiếp một quyền hướng thạch phách đánh tới. Không có bất kỳ xúc thế, linh lực bùng nổ vân. Vân chính là bình thường một quyền. Thạch phách lúc này, đã giết mù quáng, cả người nhuốm máu, gần như nhập ma trạng thái, trước mắt nam kia tử một quyền đánh tới, lại xem là bị cái gì thiên đại kích thích vậy, điên cuồng hét lên một tiếng, tiềm năng bùng nổ, chết sát khí cùng dâng trào cự lực, điên cuồng trào vào trong tay rìu lớn bên trong. Hướng tên kia nam tử ngay đầu chém xuống. Cái này một rìu, chém thẳng được hư không vô tận hỗn loạn, lại là so ban đầu đối với Diệp Thần chém ra vậy một rìu, càng kinh khủng hơn. Nháy mắt tức thì, quyền rìu đụng nhau. Làm người ta con ngươi, đều phải trừng bạo một màn, xuất hiện. Thanh niên kia, nhìn như chất phác không màu mè một quyền dưới, vậy kinh thiên rìu mang, ngay tức thì tan vỡ, thậm chí liền thạch phách trong tay chuôi này. Lấy cổ ma ma nguyên rèn luyện mà thành, có thể nói vô địch, cùng Diệp Thần vô tận cự lực ra chỉ dưới thanh liên diệt thiên kiếm tiếp liền đối đụng, cũng không tổn thương chút nào cái rìu lớn, cũng giống như là bột mì làm vậy, hóa thành chấm bụi bậm. Mà một quyền này, ở kích phá rìu mang, cái rìu lớn sau đó, lại là liền một tia một hào dừng lại cũng không có tiếp tục tiến về trước. Thạch phách ngưng mắt nhìn trắng xám cặp mắt bên trong, nhanh chóng phóng đại quả đấm, trong mắt cuồng nhiệt lửa. Rốt cuộc nhanh chóng tắt. Bị vậy lạnh như băng sợ hãi, khó mà hình dung rung động thay thế. Chủ nhân, thạch phách vô cùng sợ hãi hô to một tiếng, vậy lực phòng ngự có thể nói nghịch thiên thiên thạch thân thể, ở một quyền này trước mặt, lại là liền ngàn một phần vạn cái hô hấp, cũng không chống đỡ được, liền hoàn toàn nổ tung. Thạch phách người này, từ đây mất đi, chỉ ở giữa trời đất, để lại một hồi nhanh chóng tiêu tán xương máu. Diệp Thần hô hấp ngưng trệ. Thảo, hắn thầm mắng một tiếng, khó có thể tin nhìn trước mắt cái ngực này miệng in mặt trời xâm chàng thanh niên. Quá khủng bố. Hắn mặc dù không thấy rõ nam tử này thực lực, nhưng hắn biết, người đàn ông này thực lực, vượt ra khỏi mình không mấy tầng. Không nói khác, liền nói vậy thạch phách đi, mặc dù, Diệp Thần có lòng tin, cuối cùng có thể chiến thắng thạch phách, nhưng, đá này phách tuyệt không phải người yếu gì à. Mà là một người. Có thể cùng mình đại chiến hơn ngàn thua mạnh mẽ tồn tại à? Cứ như vậy, bị cái này chàng thanh niên tiện tay một quyền cho tiêu diệt. Vẫn là oanh được liền cặn bã cũng không dư thừa như vậy. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền không nhịn được trong lòng run lên à? Diệp Thần con người điên cuồng co rúc lại, vô cùng cẩn thận nhìn chăm chú đột nhiên này xuất hiện, lại không giải thích được một quyền đem thạch phách đánh chết khủng bố chí cường, khẩn trương tới cực điểm. Hắn hướng về phía thương cổ y thần trầm giọng hỏi, lão thương, thần quốc tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Cho dù là cái gọi là ẩn núp thế lực, và người đàn ông này chênh lệch, cũng quá lớn. Thương cổ y thần không có mở miệng, nhưng cuồng võ bá chủ cũng không so ngưng trọng mở miệng nói, Diệp tiểu tử, tuyệt không nên chọc giận người này thực lực, không phải bây giờ ngươi có thể chống lại. Hắn muốn nghiền ép ngươi, hãy cùng chơi như nhau. Hắn trên mình. Mang cực kỳ đậm đà thượng cổ hơi thở, hẳn là một người mới vừa tỉnh lại thượng cổ cường giả. Thượng cổ cường giả, Diệp Thần tim, lại là hung hăng trầm xuống. Hắn trải qua chấn thần tháp tái hiện đại chiến, biết ở thời đại kia, có bao nhiêu tàn khốc, cũng biết, thời đại kia, có thể ở chiến tranh bên trong sống sót, quật khởi cường giả, có bao nhiêu rung động. Biết bao chói mắt. So ra, hiện tại thần quốc cái gọi là yêu nghiệt, liền chó má cũng không tính. Mà lúc này, tên nam tử này tử xoay người, nhìn Diệp Thần một mắt, lại là lộ ra khá là cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn trên dưới quan sát Diệp Thần một hồi, xem được Diệp Thần trong lòng, một hồi phát mao. Cái này nam tử đột nhiên đối với Diệp Thần cười nói, bổn tôn tên chữ, gọi là Dương Xích Nguyên,
mặt trời nóng rực đứng đầu Dương Xích Nguyên, ngươi kêu gì? Diệp Thần hơi sững sờ, người này, lại đối với bản thân có hứng thú. Bất quá, vẫn là vô cùng là lễ phép trả lời, tại hạ tên là Diệp Thần. Hắn không phải người ngu, sẽ không ngu xuẩn đến ở như vậy cường giả trước mặt, gắn cái gì, hơn nữa, nếu đối phương, không có đối với mình thất lễ, như vậy nên có lễ phép, vẫn là nên. Nhưng, Diệp Thần nhưng không có đem trong tay Thanh Liên Diệt Thiên kiếm thu hồi. Ngược lại, cầm được càng chặt, càng dùng sức, khớp xương cũng phát liếc. Hắn không biết chủ động chọc giận tên này thượng cổ cường giả, nhưng, hắn vậy tuyệt không có đem mình vận mệnh, giao đến trong tay đối phương dự định. Bất luận tên nam tử này tử, có phải hay không có thể tiện tay đem hắn nghiền ép, mình an nguy, hắn vẫn là thói quen do mình nắm trong tay, mà không phải là, xem người khác tâm tình quyết định. Dương Xích Nguyên gật gật đầu nói, 20 hơn tuổi, thái hư cảnh, mới có thể có như vậy thực lực, rất tốt, cho dù ở ta thời đại kia, vậy đủ để gọi là yêu nghiệt. Nguyên bản, Dương Xích Nguyên cùng nhau đi tới, thấy được hiện tại trong thần quốc, võ giả thực lực là vô cùng thất vọng, hắn biết thần quốc võ đạo, hoàn toàn sa sút. Mà đang ở Dương Xích Nguyên có chút xúc động lúc quá cảnh di chuyển, cảnh còn người mất thời điểm, đột nhiên, cảm ứng được Diệp Thần cùng Thạch Phách chiến đấu chập chờn. Trong lòng tò mò, liền tới đây vừa thấy. Phát hiện Thạch Phách phụng ma người thân phận sau đó, lúc này liền ra tay mất đi. Bất quá, Diệp Thần ngược lại để cho hắn có chút bất ngờ. Nguyên bản, hắn lấy là thần quốc đã xuống dốc, hoàn cảnh như vậy bên trong, kia có thể bồi dưỡng được cái gì cường giả yêu nghiệt. Cũng là một đám phế vật thôi. Có thể đây là, Diệp Thần tư chất, rung động đến hắn. 20 hơn tuổi, có Diệp Thần thực lực này, ở trên cao cổ, ở viễn cổ, tuyệt đối cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, là thiên tài trong thiên tài. Bất quá, cái này nói đúng Diệp Thần tiềm lực. Còn như Diệp Thần thực lực. Ha ha, chỉ có thể coi là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Diệp Thần nghe được Dương Xích Nguyên khen sau đó, hơi cúi đầu nói tiền bối quá khen. Đối phương nhìn như, mặc dù trẻ tuổi, nhưng là thứ thiệt thượng cổ tồn tại, kêu một tiếng tiền bối, không quá phận. Ngay tại lúc này, Dương Xích Nguyên đột nhiên bàn tay lộn một cái, lòng bàn tay bên trong, hiện lên một quả bọc ở đỏ thẫm ánh lửa bên trong huyền ảo phù văn. Diệp Thần ánh mắt rơi vào vậy cái trên phù văn, chợt nhướng mày một cái, cả người hơi thở, cũng mơ hồ bắt đầu kích động. Cái này cái phù văn, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Dương Xích Nguyên, hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, Diệp Thần, tiếp nhận cái này cái phù văn. Hắn, mặc dù trên gương mặt mang nụ cười, dùng nhưng là không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh giọng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Dương Xích Nguyên hai mắt nói, tiền bối, đây là cái gì? Diệp Thần, người thiên phú, bổn tôn coi trọng. Dương Xích Nguyên ánh mắt sâu kín cùng Diệp Thần đối mặt nói, cho nên, bổn tôn muốn ngươi trở thành, bổn tôn người làm, là bổn tôn dốc sức, ha ha, đây là ngươi quang vinh, ngươi hẳn cảm thấy cao hứng. Cái thời đại này, có thể vào bổn tôn trong mắt võ giả, quá thiếu. Mà ngươi, là một cái trong số đó. Thương cổ y thần không nhịn được than thở một tiếng, xong rồi. Hắn rõ ràng Diệp Thần tính cách. Mà Diệp Thần lúc này, trong mắt, đã cuồn cuộn dậy từng cơn âm hàn lửa giận. Theo lão tử, chơi bá đạo. Vừa mở miệng, thì phải lão tử, làm ngươi người làm. Còn quang vinh, có lẽ, trở thành Dương Xích Nguyên người làm, chỗ tốt sẽ có rất nhiều, ví dụ như, truyền thừa từ thượng cổ võ đạo, ví dụ như, dưới một người trên vạn người địa vị. Nhưng, những thứ này lại coi là cái gì? Và Diệp Thần kiêu ngạo so sánh, liền dám đều không phải là. Hắn, tuyệt sẽ không khuất phục tại đảm nhiệm dưới tay người nào. Diệp Thần thanh âm mang một chút nặng lạnh nhạt nói, nếu như, ta cự tuyệt đâu. Thâm cốc phía trên không khí, trong chốc lát, giống như bị cửu u thổi tới gió lạnh, nơi đống kết vậy. Tĩnh mịch, Dương Xích Nguyên, mang vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Hắn hiện tại, là cảm giác gì? Giống như là thấy được một con chó hoang, người muốn cầm nó mang về nhà giữ cửa. Nó nhưng hướng về phía ngươi lớn tiếng kêu. Dương Xích Nguyên cười, cười khinh miệt, hắn đem hai tay đổ đeo ở sau lưng, vậy cái phù văn, ngay tức thì biến mất, hắn hướng về phía Diệp Thần, lắc lắc nói, vốn là,
ta lấy vì ngươi sẽ là một người thông minh, nhưng mà, Diệp Thần ngươi để cho ta thất vọng. Ngươi, có chút ngu xuẩn. Hắn trên mặt nụ cười, ngay tức thì biến mất, lạnh như băng nói, mặc dù, ngươi ngu xuẩn, bất quá, bổn tôn phải lấy được đồ, nhất định là sẽ có được. Ta hiện tại, cho hai ngươi cơ hội, một, tiếp nhận, hai, bị ta đánh tới tiếp nhận mới ngưng. Dương Xích Nguyên cặp mắt bên trong, chợt bộc phát ra hai đạo uyển thực chất yếu hàn mang, nhưng vào lúc này, để cho hắn không tưởng được phải, Diệp Thần dẫn đầu xuất thủ. Diệp Thần trên mặt hiện đầy điên cuồng cùng vẻ độc ác, nếu Dương Xích Nguyên muốn cưỡng bức hắn trở thành nô lệ, hắn cũng không có ngồi chờ chết thói quen. Một kiếm ra, cực hạn một kiếm. Cuồng võ bá chủ lực lượng hội tụ toàn thân. Diệp Thần không có bất kỳ nương tay. Mặt đối với người này, hắn phải mượn luân hồi mộ địa đại năng lực lượng. Thậm chí, Diệp Thần gặp mạnh thì mạnh, đối mặt không cách nào vượt qua đối thủ lúc đó, một kiếm này, lại có chút đột phá. Chân võ ý, kích động ra, ở Diệp Thần lăng tiêu võ ý ra chỉ dưới, nguyên bản cũng đã vô cùng sắc bén, kinh khủng kiếm ý, càng thêm uy thế. Chung quanh hết thảy, cũng bể nát. Vạn vật, xu hướng tại tan vỡ. Quy luật, xuất hiện vết rách. Thương khung, gần như chết. Nhưng, hết thảy các thứ này, Dương Xích Nguyên cũng không có để ý. Tựa như, không thấy được vậy. Cái này làm vô số thần quốc võ giả run rẩy hủy diệt kiếm quang, ở Dương Xích Nguyên trong mắt bên trong, căn bản, không cách nào tồn tại. Nhưng mà, Dương Xích Nguyên, vẫn là kinh ngạc. Vô cùng được kinh ngạc. Diệp Thần, có thể chĩa vào mình mang tới áp lực ra tay, đã đặc biệt để cho hắn ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn lại là ở Diệp Thần một kiếm này bên trong, thấy được chân võ ý chút ý vị. 20 hơn tuổi, lĩnh ngộ chân võ ý. Cho dù ở hắn thời đại kia, 10.000 tuổi trong khoảng, có thể hơi chạm tới chân võ ý, đều là trình độ cao nhất đến không thể lại cực hạn yêu nghiệt à. Dương Xích Nguyên, cười. Hắn biết, mình tìm được bảo. Diệp Thần tiềm lực, khó mà lường được. Thậm chí, lúc này hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng mang theo một chút nóng bỏng. Hắn, nhất định phải để cho Diệp Thần, thành vì mình người làm. Hắn tin tưởng, không bao lâu, Diệp Thần, là có thể thành vì mình trợ thủ đắc lực nhất. Mà Diệp Thần, ở một kiếm chém ra sau đó, lại là bắn ra một cây cuồng bạo thiên châm. Sát độc thiên châm. Đối kháng hỗn độn cường giả sát độc thiên châm. Thủ đoạn dốc hết. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Sau đó, hắn chính là điên cuồng vận chuyển linh lực, hướng ngược lại chạy thục mạng. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng không phải mù quáng tự tin, hắn rất rõ ràng, mình một kiếm và sát độc thiên châm không thể nào uy hiếp được Dương Xích Nguyên. Hắn làm như vậy, chỉ là muốn tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Dương Xích Nguyên lúc này, nhưng cũng không thèm để ý, ngược lại, mặt mỉm cười, tựa như nhìn bướng bỉnh đứa nhỏ vậy. Ngay tại Diệp Thần chém ra băng lãnh kiếm mang, sắp chạm được hắn một khắc trước, Dương Xích Nguyên ngực mặt trời xăm chợt toát ra một hồi cực kỳ sợ hãi, nổ tung, thật giống như có thể đem thiên địa đốt sạch hơi thở. Một khắc sau, Diệp Thần chém ra kiếm mang, liền hóa thành hư không. Dương Xích Nguyên cười. Hắn vừa định lên đường, nhưng phát hiện đầy trời khí độc cuốn tới. Một cây mang vô tận lực lượng sát độc thiên châm cuộn sạch xuống. Xuyên thấu hắn thân thể. Dương Xích Nguyên nụ cười dữ tợn, cứng lên. Hắn năm ngón tay nắm chặt, vậy sát độc thiên châm xuất hiện ở tay hắn tim. Nhìn trong tay sát độc thiên châm, hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Tiềm lực như thế, thủ đoạn như vậy. Người này tuyệt không bình thường. Hơn nữa, hắn phát hiện mình quanh thân độc tính lan tràn. Mặc dù đối với hỗn độn cảnh cường giả rất khó giải quyết. Nhưng đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Bất quá là giảm bớt một ít lực lượng mà thôi. Giờ phút này, Diệp Thần hơi quay đầu lại, mắt thấy mình kiếm mang mất đi quá trình, không khỏi con ngươi lại là co rúm một cái. Hắn không xác thực định sát độc thiên châm đối với cường giả loại này có hay không tác dụng. Trong đầu hắn chỉ có chạy. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Hắn biết, mình một kiếm này không cách nào uy hiếp được Dương Xích Nguyên, nhưng, lại không nghĩ rằng lại dễ dàng như vậy, liền bị hóa giải. Dương Xích Nguyên, ngay cả tay cũng không có nhúc nhích à. Cũng may,
Cái này ngay lập tức bây giờ, hắn đã chạy ra ngàn dặm khoảng cách. Nhưng đột nhiên bây giờ, một cổ vô cùng là nguy hiểm cảm giác, xông lên đầu. Diệp Thần không chút do dự thân hình động một cái, hóa thành cuồn cuộn xương trắng. Xương mù hóa thần thông. Ngay tại lúc này, một đạo hồng quang, cơ hồ không có thời gian cách nhau liền hiện lên chỗ hắn ở. Cái này đạo hồng quang trình độ cao nhất bay lên. Hồng quang bên trong, chân võ ý, chút xuống ra. Vậy, là giống như cao treo ở trên bầu trời mặt trời nóng rực giống vậy, chiếu khắp thiên địa rộng lớn ý vận. Một loại, để cho người thậm chí không sanh được ý chí chống cự, liền biến mất dung trong đó bác đại võ ý. Thần quốc quy luật lực, thậm chí, cũng làm nơi hòa tan, thay đổi, cái này chỗ sâu bầu trời, tựa như ngay tức thì trở thành do Dương Xích Nguyên nơi chúa tể lãnh vực. Một khắc sau, vậy hồng quang, hoàn toàn bùng nổ, đem Diệp Thần biến thành xương trắng, chìm ngập bên trong. Hồng quang thu liếm, một đạo cả người nám đen, tàn tạ không chịu nổi bóng người, bị đánh về phía phương xa. Diệp Thần chợt khạc ra búng máu tươi lớn. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm chỗ cực xa Dương Xích Nguyên bóng người, trong mắt, lộ ra một vẻ không cách nào ẩn núp rung động. Mới vừa rồi vậy đạo hồng quang, có thể nói, vượt quá Diệp Thần suy nghĩ cực hạn. Cho dù lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, thi triển xương mù hóa thần thông, cũng căn bản không cách nào ngăn cản, bị đánh thành trọng thương. Hơn nữa hắn biết, cái này còn là Dương Xích Nguyên, vì đem hắn thu làm người ở từ, không có toàn lực ra tay kết quả. Dương Xích Nguyên thân hình thoát một cái, liền dễ dàng đuổi kịp Diệp Thần, hắn nhìn Diệp Thần bộ dáng chật vật, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ, còn muốn nói gì. Nhưng lúc này Diệp Thần, hai tròng mắt bên trong, nhưng là đột nhiên bộc phát ra một cổ điên cuồng, tàn bạo ý. Hắn ở trong lòng, đối với thương cổ y thần kiên quyết nói, lão thương, ta, muốn tự bảo. Như làm nô, vô dẫu có chết. Thằng nhóc, ngươi, thương cổ y thần trong chốc lát. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn muốn khuyên Diệp Thần, có thể, khuyên như thế nào? Khuyên Diệp Thần, làm nô lệ của người khác. Ha ha! Vậy, coi như cái gì tu võ người? Diệp Thần, tu chính là chỉ ta Lăng Tiêu võ ý, là vĩnh không cúi đầu võ ý, chẳng lẽ, muốn cho Diệp Thần, vi phạm mình bản tim? Đổi lại là hắn, đứng ở Diệp Thần vị trí, vậy sẽ cùng Diệp Thần, làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ là vậy bàn cờ làm thế nào? Thương cổ y thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên rơi chung một chỗ mộ bia bên trên. Tiền bối, ngươi như không ra tay nữa, ngươi sẽ bị khốn cả đời. Thương cổ y thần ánh mắt có thể đạt được mộ bia bên trên, lơ lửng một cây trường thương và một cái cự cung. Nồng nặc võ đạo ý hội tụ. Đây là luân hồi mộ địa trước đây không lâu thức tỉnh đại năng. Hồi lâu không có động tĩnh. Hiện tại. Thương cổ y thần biết, cuồng võ bá chủ cùng mình lực lượng đều không đáng lấy ứng đối. Dẫu sao bọn họ không phải bản thể, lại ở độc quật bên trong tiêu hao quá nhiều lực lượng. Không đủ để ứng đối thế cuộc trước mắt. Chỉ có người này. Một giây. Hai giây. Đột nhiên, vậy mộ bia bên trong, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang khắp. Không cần ta động thủ. Không cần hắn tự bảo. Thương cổ y thần và cuồng võ bá chủ bối rối. Cái này đại năng muốn thấy chết mà không cứu. Hắn liền không cân nhắc cho mình. Như luân hồi mộ chủ xảy ra chuyện, tất cả mọi người bọn họ đều đưa vĩnh viễn bị nhốt à. Bên ngoài Diệp Thần vậy thân thể ngẩn ra, chợt nở nụ cười khổ. Một khắc sau, Diệp Thần hơi thở, trong nháy mắt, cuồng bạo. Quét sạch vạn vật cuồng bạo. Đã như vậy, vậy thì tự bảo. Hắn Diệp Thần, không làm người bất kỳ nô bộc. Dù là chết, cái này ngay tức thì, Diệp Thần phảng phất có tự tin, đem dù sao cũng bên trong không gian, mất đi thành hư không. Diệp Thần nâng lên mặt, hướng về phía Dương Xích Nguyên, lộ ra một cái liều lĩnh nụ cười. Đây là cuồng. Dương Xích Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên, Dương Xích Nguyên bóng người, biến mất. Diệp Thần hơi sững sờ. Chẳng lẽ, Dương Xích Nguyên cảm nhận được hắn lực lượng? Sợ, chạy trốn. Hắn kích động, trong mắt bên trong, hiện ra mừng như điên. Diệp Thần, mặc dù không sợ chết, nhưng, có thể thật tốt còn sống, ai muốn đi chết à? Hắn muốn tự bạo, đó là bị buộc không biết làm sao.
Cảm giác sống sót sau tai nạn, có thoải mái hay không? Thoải mái. Dĩ nhiên thoải mái. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần tim đột nhiên thu gấp. Bởi vì, hắn cảm nhận được, hắn sau lưng gặp nguy hiểm. Hắn không quay đầu lại, mà là gần như điên cuồng thúc giục linh lực, tăng tốc độ nổ, cơ hồ ngàn một phần vạn cái hô hấp thời gian. Diệp Thần vậy nóng nảy cực kỳ hơi thở, liền nhảy lên tới cực điểm, mau nổ tung. Nhưng, Dương Xích Nguyên quyền nhanh hơn. So Diệp Thần tự bạo còn nhanh hơn. Diệp Thần vội vàng kích hoạt Xích Trần Thần Mạch. Hắn biết Xích Trần Thần Mạch đối với cường giả loại này không có nhiều ít dùng. Nhưng ít nhất có thể đem tổn thương hạ xuống đến thấp nhất. Quyền hung hãn đập vào Diệp Thần trên lưng. Phốc, một hớp lớn hòa lẫn bể tan tành nội tạng máu tươi, từ trong miệng phún ra ngoài. Nguyên bản cáu kỉnh hơi thở, cũng bị ngay tức thì chấn áp. Diệp Thần thân thể, giống như đạn đại bác vậy, bắn ra, một quyền này lực lượng, ở trong cơ thể hắn, chấn động, phá hư, không ngừng lan truyền. Xé nát hắn kinh mạch, máu thịt, làm vỡ nát hắn xương cốt, đan điền. Một quyền này, rất nặng. Nặng đến lấy Diệp Thần sao chịu được gọi nghịch thiên thể chất, đều cơ hồ không cách nào chịu đựng, đến ranh giới tan rã. Nếu là không có Xích Trần Thần Mạch, hắn hẳn phải chết. Bất quá duy nhất chỗ tốt chính là, thân thể của hắn hết thảy làm tổn hại, chỉ cần thời gian, cũng biết sửa phục. Diệp Thần thân thể, tản mát trước xương máu, cả người, giống như một cái người máu. Hắn không biết bay bao lâu, ở hắn bắt đầu hạ xuống một khắc kia, ý thức. Vậy đồng thời bắt đầu mơ hồ. Hắn không khỏi được, mặt lộ vẻ cười khổ ở Dương Xích Nguyên trước mặt, ta liền lựa chọn tự bạo thực lực, cũng không có sao. Một quyền này, để cho nguyên bổn đã trọng thương Diệp Thần, đến cực hạn. Một quyền này, mặc dù vẫn không đủ lấy mạng hắn, nhưng, đối với Diệp Thần mà nói, vậy nhưng là so trực tiếp bị đánh giết, hỏng bét hơn cao dù sao cũng lần kết quả. Bởi vì, hắn nếu như mất đi ý thức, liền chỉ có thể mặc cho Dương Xích Nguyên bày vải, căn bản không cách nào chống cự đầy tớ kia phù văn. Dương Xích Nguyên đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần bên người, trên mặt có hơi kinh ngạc. Một quyền này lực lượng lại bị thằng nhóc này đối phó. Cái này là cấp bậc gì thân xác? Ngủ say nhiều năm như vậy, thần quốc lại có yêu nghiệt như vậy. Thậm chí, chỉ cần cho thằng nhóc này đầy đủ thời gian, tuyệt đối có tư cách vượt qua mình. Dương Xích Nguyên không nghĩ nhiều nữa, hiện ra một đạo nụ cười. Vậy nụ cười đắc ý, ở Diệp Thần dần dần mơ hồ cặp mắt bên trong, nhưng hóa thành một đoàn lửa. Một đoàn đốt cháy tâm linh lửa. Nếu không phải hiện tại, hắn thân thể gần như tan vỡ, ngay cả tay chỉ cũng không nhúc nhích nổi nói, cho dù liều chết, hắn cũng phải hung hăng rút ra tên này một cái tát. Quá thiếu đánh. Diệp Thần ở trong lòng, âm thầm thề. Dương Xích Nguyên. Ta Diệp Thần ngày hôm nay nếu là không chết. Ngày khác, nhất định phải đem ngày hôm nay ngươi để cho ta tiếp nhận, gấp trăm ngàn lần vẫn còn cho ngươi. Dương Xích Nguyên, cũng mặc kệ như vậy nhiều, hắn cặp mắt híp lại, cổ tay lộn một cái, một quả màu vàng phù văn, hiện lên ở trong lòng bàn tay. Mà Diệp Thần ý thức, cũng phải hoàn toàn rơi vào hắc ám bên trong. Thương cổ y thần và cuồng võ bá chủ khẩn trương mấy phần. Bọn họ chú ý tới, vậy cao ngạo mộ bia biến hóa. Vậy hư hóa cự cung, chuẩn bị động. Vị kia, muốn ra tay. Nhưng đột nhiên gian, cự cung thu liếm, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, hắn không cần ta ra tay, ta suy nghĩ nhiều. Mà bên ngoài, ngay tại Diệp Thần sắp hôn mê một khắc trước, mông lung hai tròng mắt, nhưng mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh. Một đạo, để cho hắn khá là quen thuộc bóng người. Cô gái này, là ai? Chẳng lẽ, là nàng? Một khắc sau, Diệp Thần, hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc này, một người cả người quần đen, mặt mũi vô cùng đẹp, cho dù là bầu trời chư thần, cũng không nhịn được làm liếc mắt, nhưng lại vô cùng băng hàn, giống như nửa đêm nữ thần giống vậy cô gái, xuất hiện quỷ dị ở Diệp Thần bên người. Liền liền Dương Xích Nguyên, thấy người đàn bà này, đều là hơi kinh hãi, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Một khắc sau, cô gái này, lại là không chút do dự khoát tay, trong tay đột nhiên nhiều hơn một chuôi toàn thân cạn hắc, giống như thủy tinh đen giống vậy nhỏ hết sức trường kiếm, một kiếm, hướng trước mặt Dương Xích Nguyên chém tới. Mà người đàn bà này,
bất ngờ chính là đã mất tích một cái hơn tháng Đổ Lan Tâm. Trình độ cao nhất kiếm ý, bộc phát ra, đen nhánh kiếm mang, giống như bão tố tới lúc đó, vậy ùn ùn kéo đến mây đen vậy, tựa hồ đem toàn bộ thần quốc, cũng bao phủ tề hạ. Kiếm ý vỡ đằng, như vạn long sông lên tiêu, bể tan thành 9 tầng trời, hóa thành khủng bố kiếm vũ, làm người gian mang đến hủy diệt tẩy rửa. Một kiếm này oai, có thể đoạn vạn giám sơn hà. Vô tận hư không, ở mất đi, một kiếm đem thời gian không gian, chém được gần như tan vỡ. Đồ Lan Tâm, Diệp Thần, cùng Dương Xích Nguyên, lại là ngay tức thì, tựa như rơi vào một cái trống rỗng, chỉ có hư vô hắc ám bên trong. Nếu là có thần quốc võ giả, mắt thấy cái này gần như thần tích một màn mà nói, bọn họ nhất định sẽ xúc động. Cái này, chính là võ đạo trình độ cao nhất sao? Đồ Lan Tâm và Dương Xích Nguyên nhất kích. Đây quả thực là vượt qua hết thảy, vượt qua thần quốc nhất kích à. Liền liền Dương Xích Nguyên đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn ngược lại là bất ngờ, thần quốc lại có cường giả như vậy. Hơn nữa đối phương huyết mạch, rất đặc thù. Cái này loại đặc thù, hắn không nói được. Mơ hồ có vẻ nguy hiểm cảm. Mặc dù loại cảm giác này từ Diệp Thần trên mình hiển lộ qua. Nhưng Diệp Thần huyết mạch hiển nhiên không có hoàn toàn thức tỉnh, cho nên không cách nào đối với hắn tạo thành cưỡng chế tính nguy hiểm. Nếu như Diệp Thần tu vi bước vào chạm ách cảnh, cũng hoặc là đến gần hỗn độn. Như vậy hắn Dương Xích Nguyên, có lẽ đã thua. Bất quá, thời khắc này hắn vậy chỉ là ngưng trọng đã. Trong tay hắn, lần đầu tiên xuất hiện vũ khí. Một chuôi toàn thân đỏ thẫm, lưu chuyển nồng nặc kim quang trường thương. Dương Xích Nguyên, khẽ quát một tiếng nói, chói lọi Dương Thần súng. Một thương ra, trường thương bên trên, ánh sáng dòng nước chảy. Màu vàng nhạt chói lọi ngay tức thì hội tụ ở đầu thương chỗ. Toàn bộ đầu thương, toát ra chói mắt cực kỳ chói lọi, tựa như trên mũi thương, dâng lên một vòng chói lọi dương. Vậy tản ra thương cổ, nóng rực ý vận thương ý, cuộn sạch bát hoang, như mặt trời ban trưa. Trên mũi thương, bộc phát ra mỗi một luồng quang mang, cũng giống như là một chuôi có thể đeo sao thần xuyên qua có thể chết người thần thương. Cái này một thương. Cùng vậy đem thời không mất đi hắc ám kiếm vũ, ầm ầm đụng nhau. Vô cùng năng lượng, tràn ngập ra. Bao phủ thế giới hư không, bể nát. Đem hư không, cũng đánh bể. Hai người thân hình, ở nơi này trình độ cao nhất nhất kích dưới, đều là ngay tức thì bạo lui. Bất quá, Dương Xích Nguyên thối lui ra bước đếm, hiển nhiên muốn so với Đổ Lan Tâm, muốn ít hơn mười mấy bước. Hắn trên mặt, hiện lên vẻ tươi cười. Có thể một khắc sau, chính là ánh mắt đông lại một cái, nụ cười cứng ngắc. Tại sao? Bởi vì, hắn phát hiện, Diệp Thần không thấy. Nói chính xác, Diệp Thần ở Đồ Lan Tâm trên tay. Đồ Lan Tâm xách Diệp Thần thân thể, một đôi băng hàn mắt đẹp, ngưng mắt nhìn Dương Xích Nguyên, nàng ngực, hơi phập phồng, trên trán tràn đầy mịn đổ mồ hôi. Dương Xích Nguyên, mạnh được vượt quá nàng dự liệu. Mới vừa rồi một kiếm kia. Đối với Đồ Lan Tâm mà nói, tiêu hao cực lớn, nhưng vẫn thua liền Dương Xích Nguyên nửa xoay sở. Mà Dương Xích Nguyên đâu? Thần sắc ung dung, hiển nhiên, vậy một thương còn chưa tới trình độ cao nhất. Đồ Lan Tâm không khỏi được ở trong lòng mắng liền một câu, đây là cái quái vật gì? Đồ Lan Tâm đang nhìn Dương Xích Nguyên vậy đang nhìn Đồ Lan Tâm. Càng xem, hắn chân mày liền nếp nhăn được càng chặt. Hắn nhìn ra được, Đồ Lan Tâm trên mình không có thượng cổ hơi thở, cũng không phải tới từ thời đại kia. Có thể thần quốc bây giờ võ đạo, như thế nào có thể đủ ra đời kinh khủng như vậy tồn tại. Mới vừa rồi giao thủ, Dương Xích Nguyên mặc dù thắng Đồ Lan Tâm nửa xoay sở, nhưng, trên căn bản, Đồ Lan Tâm có thể tính là cùng mình cùng cấp võ đạo cường giả à. Mà Dương Xích Nguyên, vậy là cái gì đẳng cấp tồn tại? Vậy, bình thường mà nói. Đã không thể nào xuất hiện ở thần quốc. Đừng xem vậy mấy cái phụng ma người, thực lực cường đại, nhưng cùng hắn chênh lệch, giống như ốc sên cùng tốc độ siêu âm máy bay vậy. Đồ Lan Tâm, mặc dù không như hắn, nhưng, tuyệt đối cũng là một người hỗn độn chí cường tồn tại. Bất quá, cái này, còn không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, Đồ Lan Tâm trên mình, mơ hồ tản ra một loại để cho hắn vô cùng là không ưa. Thậm chí có thể nói là chán ghét hơi thở.
một loại, có thể thức tỉnh hắn không muốn nhớ lại đi qua hơi thở. Ngươi là ai? Dương Sích Nguyên hướng về phía Đồ Lan Tâm hỏi. Mà Đồ Lan Tâm nhưng không trả lời hắn, sau một hồi trầm mặc, nhàn nhạt mở miệng nói, Dương Sích Nguyên. Ngươi đi bây giờ, vẫn còn kịp. Ngươi làm sao biết ta tên chữ? Dương Sích Nguyên ánh mắt chớp động, ngay sau đó, nhưng là lộ ra vẻ chế giễu nụ cười nói, đi. Bổn tôn, tại sao phải đi? Ngươi sẽ không lấy là, mình có thể chiến thắng ta chứ? Không đi. Đồ Lan Tâm cười nhạt một tiếng, mặt mũi đột nhiên lạnh lùng xuống, chợt quát lên, không đi. Vậy thì lần nữa bị phong ấn đi. Tiếng nói vừa dứt, Đồ Lan Tâm quanh thân bỗng nhiên bùng nổ một hồi lục quang kia vô cùng lộng lẫy, vây quanh Đồ Lan Tâm quanh thân xoay tròn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo phỉ thúy vậy quang vòng. Nhìn như, lại là cùng vậy Nguyệt Luân ra ngọc vòng, vô cùng làm tướng tựa như. Đồng thời, một cổ khó hiểu cuồn cuộn, khó hiểu uy nghiêm, không cho kháng cự hơi thở, tràn ngập giữa trời đất. Nguyên bản nhàn nhạt chảy xanh biếc quang trần, ở hơi thở này kích thích dưới, lại là ngay tức thì lóng lánh. Lần này, Dương Sích Nguyên trên mặt nụ cười, hoàn toàn không thấy. Đối mặt Đồ Lan Tâm kinh khủng kia một kiếm, cũng chút nào không gặp khiếp ý Dương Sích Nguyên, lúc này, lại là sắc mặt trắng bệch, trong mắt bên trong cuồn cuộn sâu tận xương tủy vẻ sợ hãi. Kinh hô, người bảo vệ hậu duệ. Tiếp theo, lại là không nói hai lời vừa quay người, mấy cái chớp động, liền biến mất không thấy. Đồ Lan Tâm thấy vậy, không khỏi được nhẹ thở một hơi, quanh thân ngọc vòng, ngay tức thì tán loạn, vậy lóng lánh quang vụ, vậy khôi phục như thường. Nàng nhìn Diệp Thần, mặt đẹp bên trên không khỏi được hiện lên một chút tự giễu ý nói, cuối cùng là đem vậy Dương Sích Nguyên dọa lui, ha ha. Ta lại làm sao có thể thật có đem một người thượng cổ chí cường, nói phong ấn liền phong ấn lực lượng. Hơi khạc ra một hơi, căng thẳng tim, đến đây là, mới buông lỏng một ít. Mới vừa rồi, thật ra thì thật rất hiểm rất hiểm. Nếu không phải Dương Sích Nguyên đối với đem phong ấn mấy vạn năm người bảo vệ, đã sinh ra cực lớn tâm lý bóng mờ, nếu không, Đồ Lan Tâm là tuyệt không thể nào bằng vào cái này một chút người bảo vệ có căn nguyên lực, đem bước lui. Bất quá, nàng nhìn đã tổn thương được không được dạng người Diệp Thần, hai đạo Nga mi, lại là khẽ nhíu một chút. Bị thương thành cái bộ dáng này, cũng không biết, ở chỗ đó mở trước, có thể khôi phục hay không. Đồ Lan Tâm lại là lo lắng nhìn một mắt vậy núp ở chướng khí bên trong thâm cốc, nàng biết, nơi đó là một người vô cùng là cường đại cổ ma bị phong ấn địa phương. Đáng tiếc, nàng đến chậm một bước, nếu là trước kia. Phong ấn không có bị mài tổn đến trình độ này, nàng còn có thể đem những cái kia phụng ma người chém chết, có lần nữa củng cố phong ấn có thể. Hiện tại cổ ma lực lượng, đã bộ phận khôi phục, cho dù, không có cách nào đối với nàng làm gì, nhưng, nàng vậy giống vậy không cách nào hướng về phía cổ ma, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí, muốn đi vào vậy thần điện, đều phải tốn lên rất nhiều thời gian dài. Có thể hiện tại, không thời gian. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, những cái kia thượng cổ cường giả, khẳng định sẽ đem toàn bộ thần quốc, khuấy được long trời lở đất. Vốn là, những thứ này thượng cổ cường giả là sẽ ở nhất định an bài dưới, tỉnh lại, sẽ có mấy tên chí cường giả tới nắm trong tay đại cuộc. Có thể bây giờ lại bị làm rối loạn. Đồ Lan Tâm than thở một tiếng, có chút nhức đầu, bất quá rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói, dưới mắt, trước hay là thay Diệp Thần chữa thương muốn chặt. Dứt lời, thân hình chớp mắt, biến mất. Mà giờ khắc này luân hồi mộ địa bên trong. Thương cổ y thần và cuồng võ bá chủ ngưng mắt nhìn cách đó không xa tòa mộ kia bia. Mộ bia bên trên vẫn là lơ lửng cự cung và trường thương. Một chút lạnh nhạt hơi thở lưu động. Thương cổ y thần mở miệng nói, xem ra ngươi đã sớm cảm giác được người này xuất hiện. Quái không xuất thủ không được. Cuồng võ bá chủ con ngươi hơi chăm chú. Lẩm bẩm nói, nhà đầu kia lai lịch. Ta vẫn luôn xem thường. Hơn nữa, nàng khí tức trên người so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Xem ra đoạn thời gian này là có thu hoạch. Cũng may, người này và Diệp Thần có thiện duyên, nếu không chúng ta hết thảy đều phải thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, vậy Lăng Thiên mũi tên thần mộ bia, nhưng là truyền ra một giọng nói. Vậy đại năng lại mở miệng lần nữa. Coi như không có cô gái này xuất hiện. Thằng nhóc kia cũng không khả năng như thế dễ dàng chết hiểu. Đừng quên,
áp đảo cái này luân hồi mộ địa trên tồn tại. Cuồng võ bá chủ và thương cổ y thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu nhất một khối huyền diệu vừa thần bí cột đá. Cột đá tản ra hơi thở thu liếm, nhưng hắn hai người chúng ta đều cảm giác được vẻ sợ hãi. Đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Thậm chí rất nhiều thời điểm, cũng không dám đi nhìn thẳng cây kia cột đá. Bất quá! Lăng Thiên mũi tên thần thanh âm đột nhiên ngừng lại một chút, rồi sau đó tiếp tục nói, trừ hiện tại cô gái này trở ra, còn có một nha đầu nhìn. Vậy nha đầu thực lực mặc dù không đạt tới cô gái này, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị. Bởi vì, trong mắt của nàng bên trong, chỉ còn lại vô tận lãnh ý. Cuồng võ bá chủ và thương cổ y thần hơi ngẩn ra, vùng lân cận lại có thể còn có một người. Vì sao bọn họ chậm chạp không có cảm nhận được? Mà giờ khắc này, trên bầu trời, vô tận trong mây mù. Một đầu chân đạp sáng chói ngọn lửa cự thú dần dần hiển lộ. Nó trên thân hình, ngồi một cô gái. Giờ phút này thiếu nữ, không có một chút cái khăn che mặt. Nguyên bản sáng rực như ngôi sao đẹp trong mắt, nhưng chỉ còn lại vạn băng chi hàn. Thiếu nữ quanh thân tản ra sơ sắc tiêu điều dùng mình. Như vực sâu, như máu biển. Đây là Ngụy Dĩnh lần đầu tiên bộc phát ra như thế sát ý lạnh như băng. Nàng không có ra tay. Từ đầu tới cuối không có ra tay. Nàng biết, mình không phải là Dương Xích Nguyên đối thủ. Nhưng không đại biểu, nàng không có thủ đoạn chu diệt Dương Xích Nguyên. Chỉ là nguy hiểm quá lớn. Thậm chí có thể bị thương nặng Diệp Thần. Đây không phải là nàng mong muốn kết cục. Cũng may, Đồ Lan Tâm xuất hiện, để cho nàng dần dần buông lỏng tay. Tay nàng tim đều là mồ hôi. Thậm chí bởi vì mới vừa rồi áp lực, lòng bàn tay đã rịn ra một chút máu. Mồ hôi và máu hòa vào nhau, để cho nàng vô cùng thanh tỉnh. Quả nhiên, vẫn là ta không đủ mạnh à. Ta tuy nắm giữ Tuyệt Hàn Đế Cung tài sản, vậy áp đảo Thần Quốc Thiên Đạo Cung gấp mấy vạn tài nguyên. Nhưng lớn lên thời gian vẫn là quá ngắn. Nếu là có thể lẫn vào một đạo đặc thù không gian. Có lẽ còn có cơ hội. Nhưng là cái này loại không gian, lại làm sao có thể tích trữ. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Ngụy Dĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lại lạnh như băng thay đổi là ngưng trọng và do dự. Mấy giây sau đó, Ngụy Dĩnh lộ ra một đạo nụ cười, nhàn nhạt nói, đã như vậy, Dương Xích Nguyên, ta nhớ ngươi. Nói không chừng, muốn không được bao lâu, chúng ta sẽ gặp nhau. Đến lúc đó, hôm nay người đối với Diệp Thần tạo thành thống khổ, ta Ngụy Dĩnh, sẽ để cho ngươi gấp vạn lần trả lại. Ô mang, chúng ta đi. Nháy mắt tức thì, một đạo như lửa bóng dáng ở trên bầu trời lưu lại một đạo dấu vết. Hết thảy bình tĩnh. Một nơi giống như tiên cảnh vậy, mây mù lượn quanh, tất cả loại kỳ hoa dị thảo, tranh nhau lóng lánh, thiên địa linh khí, vô cùng đậm đà núi rừng đỉnh phong chỗ, tản mát ra từng cơn làm người ta sảng khoái ấm áp hơi thở. Núi này đỉnh, lại cất giấu một khối thiên nhiên ấm suối. Càng làm cho người giật mình là, vậy bao phủ toàn bộ thần quốc màu xanh lá cây quang vụ, lại là bị nào đó loại vô hình hấp dẫn, ngưng tụ vào cái này ấm suối bên trong, đem nước suối tô điểm được giống như tản ra lục quang phỉ thúy vậy. Mà nước suối bên trong tim, có một đạo nam tử bóng người, nam tử hai mắt nhắm nghiền, cả thân vết máu, sớm bị cái này thần diệu nước suối, rửa sạch, thậm chí. Vậy mọi chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương, cũng đều đã khép lại khôi phục, liền vết sẹo cũng không có để lại. Nhưng, lúc này Diệp Thần, nhưng vẫn còn đang hôn mê bên trong. Cách đó không xa, còn có một chỗ khác ấm suối, xuyên thấu qua tràn ngập bốc hơi hơi nước, có thể mơ hồ thấy một đạo vô cùng thướt tha, cám dỗ cô gái bóng người, đang vốc dậy nước suối, hắt ở thân thể mềm mại bên trên. Ấm suối bên trong tắm Đồ Lan Tâm, mặt đẹp bên trên. Hiện lên lau một cái nụ cười thỏa mãn, cảm thụ ấm áp nước suối kích thích thân thể, ở mỗi một chỗ lỗ chân lông bên trong chảy nóng an ủi, không khỏi phát ra một tiếng sảng khoái than thở. Nơi này nước suối, vốn là mặc dù cũng có chữa thương công hiệu, nhưng, cũng không phải là biết bao nghịch thiên chỗ, nhưng mà, ở thần quốc xuất hiện dị tượng sau đó, liền hoàn toàn khác nhau. Đồ Lan Tâm có thể chắc chắn, hiện tại chỗ này ấm suối. Tuyệt đối là có thể đứng vào thần quốc trước ba chữa thương thánh địa. Lúc này, nàng nhìn về phía Diệp Thần chỗ ở phương hướng, mắt đẹp bên trong,
thoáng qua một vẻ lo âu, đã 3 ngày, Diệp Thần, vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Nàng có chút lo lắng lẩm bẩm, lập tức, một nơi thần nguyên bí cảnh thì phải mở ra. Diệp Thần, ở trước đó, ngươi có thể nhất định phải tỉnh lại à? Ngay tại lúc này, Diệp Thần lông mi mao, nhẹ nhàng rung một chút. Một khắc sau, trong mắt hắn, chậm rãi mở ra. Trong mắt, nguyên bản còn có một món vẻ mê mang, nhưng mà không tới ngàn một phần vạn cái hô hấp thời gian, vậy tia mê mang, liền bị cảnh giác thay thế. Ánh mắt bén nhọn, lập tức bắn về phía vậy đạo mơ hồ có thể gặp, vô cùng thướt tha, mê người cô gái bóng người. Tỉnh, Đồ Lan Tâm lạnh như băng mặt đẹp bên trên, hiện ra vẻ vui mừng, đồng thời, gò má trắng nõn lên, vậy mơ hồ dâng lên một hồi hồng quang, nàng không nghĩ tới Diệp Thần năng lực khôi phục như thế mạnh, có thể tỉnh lại nhanh như vậy, nếu không, lấy tính nàng, là sẽ không ở đây thời điểm nhập tắm. Đồ Lan Tâm thân hình động một cái, liền rời đi ấm suối, ngọc thể bên trên, không có mang lên một giọt nước, một cái chớp mắt gian, liền mặc vào vậy bộ lụa đen quần áo. Một khắc sau, liền đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, tuyệt đẹp trên gương mặt, lại khôi phục dĩ vãng lạnh như băng. Diệp Thần thấy Đồ Lan Tâm sau này, trong mắt vẻ cảnh giác, dần dần tiêu tán, hiện tại, hắn cũng nhớ tới liền trước hôn mê phát sinh hết thảy, xem ra, là Đồ Lan Tâm cứu mình. Hắn từ trong suối nước nóng đứng dậy, mặc vào một bộ quần áo, hướng về phía Đồ Lan Tâm chắp tay nói, đa tạ Đồ tiên tử cứu giúp. Bất quá, lúc này Diệp Thần trong mắt, càng nhiều hơn, nhưng là nghi ngờ. Đồ Lan Tâm, là làm sao cứu hắn? Hắn biết, Đồ Lan Tâm thực lực rất mạnh, nhưng, luôn không khả năng mạnh đến Dương Xích Nguyên cái đó bước chứ. Đồ Lan Tâm khẽ mỉm cười nói, người có phải hay không đang suy nghĩ? Ta là làm sao cầm ngươi cứu? Diệp Thần gật đầu một cái, không có giấu giếm. Đồ Lan Tâm mắt đẹp lóe lên, mặt đẹp bên trên, hiện lên một nụ cười khổ nói, nếu như, chỉ bằng ta bản thân thực lực, xa xa không phải Dương Xích Nguyên đối thủ. Diệp Thần, ta thân phận rất đặc thù, người biết, thần quốc tồn tại người bảo vệ nhất tộc sao? Người bảo vệ nhất tộc, Diệp Thần không rõ ràng. Người bảo vệ nhất tộc, chính là mấy đời thần bảo vệ quốc chi người, từ mấy chục triệu trước, ta tổ tiên, liền cùng thần quốc một gia tộc ký kết liền khế ước. Cái gia tộc đó nắm trong tay luân hồi, thủ đoạn thông thiên, thậm chí áp đảo thiên đạo cung bên trên. Thời điểm đó thiên đạo cung có thể so với bây giờ thiên đạo cung mạnh hơn nhiều, bất quá vẫn là cái đó gia tộc một cái không đáng kể chó. Diệp Thần hơi ngẩn ra, hắn đoán được gia tộc này là cái gì? Ngươi nói đúng thần quốc Diệp gia. Đồ Lan Tâm nghe được Diệp Thần lời nói, diễn cảm cổ quái, chợt tỉnh ngộ lại, xem ra ngươi sư phụ Ngọc Chân Tử và ngươi nói. Đúng là thần quốc Diệp gia. Nhắc tới cũng đúng dịp, người vậy họ Diệp, có chút thời điểm ta đang suy nghĩ, người đáng sợ như vậy thiên phú, biết hay không có một chút điểm và Diệp gia máu mủ liên lạc. Cái ý nghĩ này rất nhanh bị ta lật đổ, vậy trận diệt môn, Diệp gia tựa hồ không người còn sống. Từ một ngày kia trở đi, thiên đạo, thậm chí còn lại năm nói, cùng với thần quốc quy tắc, toàn bộ bị thay đổi. Ở trên lịch sử, có 2 trận diệt môn, xúc động linh hồn người. Một đạo chính là Diệp gia biến mất. Một món khác, là một cái kêu là Tuyệt Hàn Đế Cung thế lực. Thậm chí ta nghe, 2 cái thế lực này tin tức mơ hồ có chút liên lạc. Đáng tiếc, không có ai biết nguyên nhân, cái này sau lưng rốt cuộc có dạng gì âm mưu. Tuyệt Hàn Đế Cung ta không cách nào nhiều lời, nhưng là Diệp gia biến mất, thật sự là hủy diệt. Phải biết, Diệp gia cố nhiên cắm rễ tại thần quốc, nhưng hắn tay, đã đưa tới bất kỳ xó xỉnh nào, dù là thượng giới. Quyền thế như vậy ngập trời thứ nhất nhà giàu có, rốt cuộc ai có thể để cho hắn hủy diệt. Chân thực không nghĩ ra. Ồ, ta và ngươi nói cái này loại chuyện cũ năm xưa làm gì? Vẫn là trò chuyện một chút người bảo vệ nhất tộc đi. Nếu như thần quốc xuất hiện tai nạn, người bảo vệ nhất tộc tộc nhân, liền có thể lấy được bộ phận thần quốc căn nguyên lực, thực lực bảo tăng. Đã từng, trong thần quốc, tồn tại rất nhiều người bảo vệ gia tộc, những gia tộc này, cũng là vô cùng hiển hách tồn tại, nhưng, theo thời gian trôi qua, thần quốc an thần, những cái kia dòng nước chảy ở người bảo vệ trong cơ thể căn nguyên lực, vậy dần dần đạm bạc, rất nhiều gia tộc, cũng sa sút. Mà ta, liền là người thủ hộ nhất tộc hậu duệ.
Ở thần quang nghi thức, sau khi kết thúc ngày hôm đó, ta đột nhiên, lấy được thần quốc Diệp gia ý chí kêu gọi. Cho nên, ta mới liền thần quang nghi thức, cũng không có tham gia, liền trực tiếp theo kêu gọi, đi tới một nơi trong bí cảnh. Ở nơi đó, ta lấy được một cái ông già ban cho bộ phận căn nguyên lực, thực lực bạo tăng. Bất quá! Đồ Lan Tâm mắt đẹp bên trong, hiện ra một chút thất lạc, bây giờ ta, còn không phải là Dương Xích Nguyên đối thủ, mặc dù có thể cứu ngươi, là bởi vì là hắn bị ta căn nguyên lực, dọa lui. Diệp Thần nghe vậy, gương mặt bên trên, tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Đồ Lan Tâm thân thế, như vậy phức tạp. Càng dính dấp thần quốc Diệp ra. Hắn muốn nói ra mình thân phận, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này. Dẫu sao hắn thành tựu luân hồi đứng đầu bí mật, quá trọng yếu. Dù là ở độc quật, rất nhiều người cũng gặp được mình, cũng biết điều bí mật này. Nhưng Hiên Viên Hàn và độc thú triều bùng nổ, tất cả mọi người đều bỏ mình. Không người còn sống. Bí mật liền niêm phong. Đồ Lan Tâm đột nhiên ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta không chỉ có lấy được lực lượng, cũng nhận được không thiếu liên quan tới cái đó thời kỳ trí nhớ, còn nữa, mấu chốt nhất là, thần quốc phải có đại nạn. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng nghe. Thời đại kia, nhân tộc đem thiên ma tộc đánh lui, cũng đem thần quốc ngoại vực giữa vách không gian chướng lấy phong ấn củng cố, cho nên những năm gần đây, thiên ma tộc đều không cách nào lần nữa xâm lấn, cho dù thỉnh thoảng, có một ít thiên ma tộc thông qua phong ấn khe hở đi tới thần quốc, tất cả đều là một ít so với hơi yếu nhỏ sơ đẳng thiên ma tộc. Nhưng mà, hiện tại, không giống nhau. Trải qua mấy chục ngàn năm, vậy phong ấn cũng phải bị làm hao mòn hầu như không còn. Ngắn thì 10 năm, dài, cũng sẽ không vượt qua 100 năm, thiên ma nhất tộc, thì phải lần nữa xâm lược thần quốc. Đây cũng là tại sao, gần đây trong thần quốc, dị tượng nhiều lần sinh, những cái kia thượng cổ cường giả, vậy dần dần thức tỉnh. Bởi vì, thần quốc nếu là muốn vượt qua kiếp này, nhất định phải tăng cường chiến lực. Ở thời đại kia, Diệp gia hủy diệt, tựa như cũng là từ thiên ma tộc và thần quốc hỗn loạn bắt đầu. Ta không xác thực định, lần này xuất hiện và tỉnh lại, sẽ phát sinh cái gì? Rõ ràng Diệp gia đã biến mất ở trên thế giới này, tại sao còn muốn như vậy? Vậy phong ấn, là vô số trí cường dùng tánh mạng giá phải trả, lưu lại, lấy thần quốc bây giờ võ đạo, muốn tự chữa gần như không thể nào. Diệp Thần mặt mũi ngưng trọng. Hắn đang suy nghĩ, biết hay không, chuyện lần này, trên căn bản mà nói, là hướng về phía mình tới. May mắn, còn có thời gian. Nhanh nhất, cũng phải 10 năm sau đó. 10 năm, đối với tu võ người mà nói, không coi vào đâu, bất quá, nhìn như ngắn ngủi, thật ra thì, có thể sự tình phát sinh, quá nhiều. Diệp Thần tu võ đến nay, mới qua bao lâu? Có lẽ 10 năm sau đó, sẽ có cái gì mới chuyển cơ? Vậy không nhất định. Đây là, Đồ Lan Tâm đột nhiên trầm giọng nói, Diệp Thần, ngươi mặc dù và thần quốc Diệp gia không có liên lạc, nhưng là ngươi làm là thần quốc thiên tài, phải nhận lãnh cứu thần quốc trách nhiệm nặng nề. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, mang cấp bách, 10 năm, đối với một chàng diệt thế tài ương mà nói, quá ngắn. Cái gì, Diệp Thần nghe vậy, có chút trợn tròn mắt, ta. Đồ Lan Tâm gật đầu nói, không sai. Chính là ngươi. Ngươi là thần quốc, ta đã thấy ưu tú nhất tu võ người. Hắn không khỏi được cười khổ nói, Đồ tiên tử, ngươi bây giờ thực lực, xa xa mạnh hơn ta, ngươi không phải so ta thích hợp hơn sao? Huống chi, còn có những cái kia cổ xưa tồn tại. Đồ Lan Tâm nhưng là lắc đầu một cái, mắt đẹp bên trong tịch mịch, hơn nữa đậm đà, thở dài nói, ta chỉ là lấy được thần quốc căn nguyên lực mà thôi, bàn về tiềm lực ta so ngươi rất kém xa. Thậm chí, những cái kia thượng cổ cường giả vậy kém hơn ngươi. Ta nhiệm vụ chủ yếu, liền là tìm ra một người có thể thu phục những cái kia thượng cổ cường giả, để cho thần quốc quy về an thần, có thể chung nhau nghênh đón sắp đến tai nạn người. Nàng không có nói cho Diệp Thần, nàng thực lực bằng trắng bạo tăng, không phải là không có giá cao, nàng võ đạo căn cơ, đã không yên, không để đề thăng thực lực, sẽ thành được hơn nữa khó khăn. Không phải tất cả mọi người. Đều có Diệp Thần kinh khủng như vậy thu võ căn cơ, Đồ Lan Tâm cho dù có thể gọi là thần quốc cực hạn thiên tài cũng giống như vậy, thậm chí, cho dù là Diệp Thần, ở thần quốc căn nguyên lực to lớn như vậy tăng lên dưới, võ đạo căn cơ bên trong,
cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Nhưng, dù vậy, nàng vẫn là đón nhận lực lượng này, bởi vì nàng thân là người bảo vệ nhất tộc, cái này chính là nàng số mệnh, vì thần quốc tương lai, nàng ngay cả tính mệnh đều có thể vứt bỏ, huống chi là võ đạo căn cơ bị tổn thương. Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên, tràn đầy nghiêm túc nhìn Diệp Thần nói, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Những cái kia thượng cổ cường giả mặc dù bị phong ấn, lớn hơn chính là bởi vì bọn họ đều là bướng bỉnh bất tuần tồn tại, cho nên, ở trên cao thời xưa mới sẽ bị người bảo vệ trừng phạt, phong ấn mấy vạn năm. Nàng biết, Diệp Thần mặc dù vậy rất ngạo, nhưng tổng thể mà nói, so với kia chút là tùy ý vì thượng cổ người, tốt quá nhiều. Cho nên, hiện tại ngươi muốn làm chính là tăng lên thực lực. Điên cuồng tăng lên thực lực, tăng lên tới đủ để đem những cái kia bướng bỉnh bất tuần thượng cổ người trấn áp, để cho bọn họ đối với ngươi thần phục. Nếu không, một kiếp này, thần quốc liền khó khăn. Thần quốc nếu như diệt vong, linh võ đại lục vậy giống vậy sẽ rơi vào ma trường. Diệp Thần ánh mắt vô cùng trầm ngưng, cho dù, thiên ma tộc xâm lược trước, hắn có thể phi thăng tới những địa phương khác, có thể những người khác đâu. Hắn các cô gái, sư tôn của hắn, hắn tông môn, Diệp Thần có thể buông được sao? Thậm chí biết hay không chạm đến Hoa Hạ, hắn cũng không cách nào xác định. Diệp Thần hít sâu một hơi, gật đầu nói ta, rõ ràng. Diệp Thần mặc dù sợ phiền toái, nhưng là có chút trách nhiệm, nên gánh nổi, hắn vậy tuyệt sẽ không đẩy nhờ. Tránh từ trước đến giờ không phải hắn tính cách, muốn đánh, do tự chủ đạo, tự nhiên tốt nhất. Huống chi, hắn là luân hồi đứng đầu. Trong cơ thể hắn chảy xuôi Diệp gia máu. Nếu đám người này và Diệp gia diệt môn có liên quan, cái này gia gia bày ra bàn cờ, hắn đến lượt từng bước một đi tới cuối cùng. Thậm chí là trực diện trong bóng tối vậy bàn tay vô hình chủ nhân. Đồ Lan Tâm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trịnh trọng nói, được, nếu ngươi thương lành, hiện tại, theo để ta đi. Ừ, đi nơi nào? Đồ Lan Tâm mỉm cười nói, đi tăng lên thực lực. Tạm thời không tính là sau cục diện, 4 tháng sau ngươi nhưng là phải và Trấn Long Điện Tông chủ cuộc chiến sinh tử. Dựa theo ngươi bây giờ thực lực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, kế tiếp trong một thời gian ngắn, thần quốc thiên địa linh khí, sẽ cao đến một cái khó có thể tưởng tượng bước, thậm chí, là bây giờ thành hơn 100.000 lần. Hơn nữa, ở thần quốc căn nguyên lực dưới sự kích thích, tất cả loại đã sớm ở thần quốc diệt tuyệt thượng cổ huyết mạch, pháp thể, cũng có thể thức tỉnh. Nhưng, những thứ này cũng không thích hợp ngươi. Ta phải dẫn ngươi đi một cái, chỗ tốt lớn hơn, thậm chí có thể nói, so với cái này lớn hơn nhiều lắm địa phương. Chỗ này ngươi có thể chưa nghe nói qua. Hắn kêu Cửu Thiên Thần Long Điện, là thần quốc long tộc chi địa. Diệp Thần ngẩn ra, con ngươi phóng đại, cái gì? Cửu Thiên Thần Long Điện. Diệp Thần nghĩ tới vô số lần đi Cửu Thiên Thần Long Điện. Lại không nghĩ rằng là trường hợp này. Mấu chốt, huyết long đang ở bên trong à? Đồ Lan Tâm mắt đẹp cổ quái, ngươi lại có thể nghe qua. Chẳng lẽ lại là ngươi sư tôn Ngọc Chân Tử nói cho ngươi? Hắn thật là cái gì đều nói cho ngươi. Diệp Thần chế trụ nội tâm kích động, mở miệng nói, lúc nào tiến vào. Sau khi tiến vào, ta có thể hay không đơn độc đi ra ngoài, ta có chút chuyện riêng phải xử lý. Đồ Lan Tâm diễn cảm càng phát ra cổ quái, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết, không được. Diệp Thần, mặc dù không biết chuyện gì đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy. Nhưng Cửu Thiên Thần Long Điện quy củ rất nhiều, người không long mạch, tùy tiện hành động sẽ chết. Ta lần này mang ngươi tiến vào là bởi vì là ta người bảo vệ huyết mạch thân phận. Nhưng là trước khi tiến vào, ngươi không được rời ta nửa bước. Ta nói chỗ đó, là Cửu Thiên Thần Long Điện một người trong tên là thần nguyên bí cảnh địa phương, trừ chỗ này, địa phương còn lại ngươi tuyệt không thể đi, nếu không, ngươi biết chết. Lần này, Đồ Lan Tâm cực kỳ nghiêm túc. Thần nguyên bí cảnh. Diệp Thần theo Đồ Lan Tâm lời nói, cặp mắt càng mở càng lớn. Bất quá coi như không đi tìm huyết long, chắc hẳn tiến vào Cửu Thiên Thần Long Điện, hắn và huyết long liên lạc vậy sẽ tăng cường. Muốn biết huyết long tung tích, chắc có biện pháp khác. Huống chi, dưới mắt, tiểu hoàng cần nghênh đón một lần lôi kiếp, có lẽ cái này trong bí cảnh độ kiếp, có thể giải quyết bị thiên đạo cung kiểm tra có thể. Như vậy an toàn hơn. Hơn nữa, nghe Đồ Lan Tâm nói thiên địa linh khí, thành hơn 100.000 lần.
tất cả chồng lên cổ pháp thể, cũng có thể thức tỉnh. Thật là, hù chết người à. Cho dù những cái kia mấy chục ngàn năm qua tu vi đều đã đình trệ không tiến lên cường giả, đều phải điên cuồng tăng lên chứ. Đối với khắp cả thần quốc tất cả võ giả mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng tuyệt thế cơ duyên à. Mà đây cái gọi là thần nguyên bí cảnh, lại so như vậy tuyệt thế cơ duyên mang tới chỗ tốt lớn hơn. Diệp thần, mơ hồ có chút hưng phấn. Diệp thần, còn có chuyện cần cho biết ngươi. Thần quốc, ở ngàn vạn năm trước, vốn là một nơi man hoang không gian căn bản không thích hợp nhân tộc sinh tồn, mà thần quốc sở dĩ tên là thần quốc, là bởi vì là một người nửa thần thượng cổ thần tộc, chấm dứt cường lực tính, trọng tố liền thần quốc võ đạo quy luật, để cho loài người có thể ở chỗ này sinh sôi nảy nở, cũng đem nơi này, coi như chống đỡ thiên ma xâm lấn chiến trường. Mà đây thượng cổ thần tộc ngược dòng, chính là trước nói cái đó Diệp gia. Mà thần nguyên bí cảnh, chính là một nơi ẩn chứa tên kia thượng cổ thần tộc bản nguyên khí hơi thở bí cảnh. Người có thể tưởng tượng, bên trong chỗ tốt, bao lớn. Vừa nói, Đồ Lan tâm lạnh như băng mặt đẹp, đột nhiên thoáng qua một đạo vẻ ngưng trọng nói, bất quá, cơ hội, giống vậy đi đôi với nguy hiểm, nếu như ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào thần nguyên bí cảnh nói, Diệp thần ngươi có thể sẽ chết. Diệp thần cau mày nói, nguy hiểm gì? Nếu là thượng cổ thần tộc mở ra bí cảnh, sẽ không có yêu thú gì các loại chứ? Đồ Lan tâm hít sâu một hơi nói, Diệp thần, ngươi ở trong thần quốc, đã có thể coi như là thanh niên ở giữa yêu nghiệt, nhưng là ngươi hiểu được thần quốc bất quá là một góc băng sơn. Năm đó vị kia luân hồi đứng đầu, nắm trong tay cao nhất thần lực, chẳng biết tại sao, lấy bốn kiếm lực, đem toàn bộ thần quốc phân là bảy khối. Mà ngươi dưới chân đạp bất quá là một khối trong đó thần quốc khu vực. Thậm chí bị dự là thứ bảy thần quốc, còn lại sáu khối khu vực cho tới nay đều bị luân hồi lực cách trở. Cửu thiên thần long điện chính là ở nơi này bảy khối bên trong tim. Mà thần nguyên bí cảnh, ba ngày sau thì phải mở ra, nhớ lấy, cái này mở cửa là đối với bảy đại thần quốc, đồng thời mở cửa. Nàng vừa nói, đột nhiên điểm ngón tay một cái, một quả xanh biếc chớp sáng, sáp nhập vào Diệp thần nơi mi tâm, tiếp tục nói, đây là thần nguyên bảo ngọc, có nó, người mới có thể đi vào cửu thiên thần long điện thần nguyên bí cảnh, càng nhỏ yếu thần quốc. Phân phối đến tiến vào bí cảnh số người, vậy càng thiếu, dẫu sao, chảm ách cảnh lấy đi xuống cơ hồ liền là chịu chết. Bởi vì cái khác thần quốc, không thiếu hỗn độn cảnh siêu cấp yêu nghiệt. Đừng nói là ngươi, chính là ta, ở bên trong, cũng chưa chắc có thể sống được xuống. Diệp thần ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, nhưng mà, nói cho cùng, bảy đại thần quốc, hẳn là tương tự đồng minh tồn tại chứ. Năm đó luân hồi đứng đầu làm như vậy chắc có nguyên nhân đi, hơn nữa, chúng ta có cùng chung địch nhân. Thiên ma tộc xâm lược, là nhằm vào bảy đại thần quốc, cho nên, vì tự vệ, tất cả đại thần quốc người, cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt thần nguyên bí trong biên giới tài nguyên, để đề thăng thực lực. Võ đạo thế giới, yêu thắng liệt thái, năm đó vì kia luân hồi đứng đầu làm như vậy, chỉ sợ là vì thần quốc vĩnh cửu tồn vong đi. Có thể nói, bảy đại thần quốc lẫn nhau bây giờ đều là đối thủ, cái khác thần quốc người, vì cướp đoạt tài nguyên, thậm chí, sẽ không chút do dự đối với ngươi hạ sát thủ, giảm thiểu người cạnh tranh. Mà ngươi, thái hư cảnh, sợ rằng sẽ là thần nguyên trong bí cảnh, nhỏ yếu nhất tồn tại. Đi thôi, Diệp thần nghe vậy, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại, hơn nữa được hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ không phải một cái người sợ chết. Cầu giàu sang trong nguy hiểm đạo lý, hắn hiểu. Mà hiện tại, to lớn như vậy chỗ tốt, bày ở trước mặt mình, coi như là núi kiếm biển lửa, hắn đều phải xông vào một lần. Huống chi, Diệp thần trong xương, vốn chính là không chịu thua tính cách, khiêu chiến càng lớn, hắn hứng thú, vậy lại càng lớn. Được, ta trước mang ngươi tiến vào cửu thiên thần long điện. Đồ Lan tâm vậy không nói nhảm, kéo lên Diệp thần, quanh thân lục mang bùng nổ. Trực tiếp trốn vào trong hư không. Ba ngày sau, thần quốc nơi nào đó biển sâu bên trong, cất giấu một tòa vô cùng rộng lớn cung điện, đem nước biển ngăn cách bên ngoài. Diệp thần cùng Đồ Lan tâm, ở nơi này cung điện bên trong. Cung điện chánh điện, đặt vào một tòa lớn vô cùng, tản ra đậm đà hoang cổ hơi thở pho tượng kia, tồn tại đã không biết đã bao nhiêu năm. Điều khác, là một người anh tuấn vô cùng, tay cầm trường kiếm chàng thanh niên. Đột nhiên bây giờ,
chàng trai hai tròng mắt bên trong, chợt bộc phát ra một hồi vô cùng là chói mắt lục mang, quỷ dị chập chờn, hướng bốn phía phóng xạ đi. Một đạo bị màu xanh lá cây điện mang lượn quanh vết nứt không gian, từ từ mở ra. Hai đạo thân ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở đây vết nứt không gian trước. Diệp Thần cổ quái nhìn một cái nam kia tử pho tượng, luôn cảm giác ở đâu xem qua. Nhưng là vừa không nhớ nổi. Đồ Lan Tâm ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta biết, người rất kiêu ngạo, nhưng là, ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh, người đầu tiên phải bảo đảm chính là sống sót. Hết sức tăng lên thực lực, người trên mình, gánh vác thần quốc tồn vong. Đồ Lan Tâm ý kiến, rất rõ ràng, là muốn cho Diệp Thần khiêm tốn một chút, tránh những thứ khác thần quốc yêu nghiệt, phát sinh mâu thuẫn. Diệp Thần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Tiến vào bí cảnh sau đó, vị trí, là ngẫu nhiên, bảo trọng, hy vọng bí cảnh đóng cửa lúc đó, người ta còn có thể ở chỗ này tương sẽ. Đồ Lan Tâm đạo. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, đồ tiên tử, ta và bạn ta Kỷ Lâm có cái ước định, 10 ngày sau muốn gặp nàng, chuyện này vô cùng trọng yếu, ta có thể hay không trở về một chuyến, giải quyết chuyện này, sau đó sẽ tiến vào bí cảnh. Đồ Lan Tâm nhướng mày một cái, chuyện gì nặng như vậy muốn. Diệp Thần đem đầu đuôi nói ra, dĩ nhiên xóa đi độc bia tung tích. Đồ Lan Tâm do dự mấy giây, vẫn là nói, ngươi cầm ngọc phù cho ta, chờ ta lát nữa sẽ giao cho Ngọc Chân Tử, để cho hắn tự mình bảo vệ người này, lần này ngươi có thể yên tâm đi. Diệp Thần gật đầu một cái, dưới mắt, đây là duy nhất biện pháp. Bất quá hắn tin tưởng, Kỷ Lâm sẽ không có nguy hiểm gì. Vậy ông cụ thần bí tạm không nói, bây giờ Kỷ Lâm có độc bia. Có lẽ người bình thường muốn dung chuyển, cũng rất khó. Rất nhanh, Diệp Thần tiến vào kẽ hở. Đồ Lan Tâm nhắm mắt lại, biến mất một hồi, cuối cùng xuất hiện lần nữa, vậy tiến vào trong đó. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, làm Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, xuất hiện ở một vùng thung lũng bên trong. Thung lũng này nhìn như không chỗ gì đặc biệt, nhưng Diệp Thần nhưng là vô cùng rung động. Nơi này thiên địa linh khí, quá nồng đậm. Quá tinh khiết. Hắn cả thân lỗ chân lông, cũng đang điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh. Chỉ là ở chỗ này, cái gì cũng không làm, tìm chỗ trốn tu luyện một đoạn thời gian, đều sẽ có đặc biệt thu hoạch khổng lồ. Bất quá, Diệp Thần nhưng cũng không có cái này dự định. Hắn ánh mắt hơi lóe lên, đi thung lũng chỗ sâu đi tới. Thần nguyên bí cảnh, nếu như chỉ là linh khí đậm đà, tinh khiết, vậy không có gì không dậy nổi. Trong bí cảnh, chỗ tốt lớn nhất, là nồng nặc kia thần nguyên lực, ở vô số năm tháng bên trong, tạo ra đủ loại dị bảo. Mặc dù, những thứ này dị bảo, phần lớn ở mấy lần trước thần quốc tai nạn bên trong, bị những cái kia thượng cổ cường giả vơ vét không còn. Nhưng, tóm lại là có một ít không dễ dàng phát hiện, hoặc là cái này mấy chục ngàn năm, lần nữa xuất hiện dị bảo tồn tại. Những thứ này, mới là thần nguyên trong bí cảnh, nhất trọng yếu nhất tài nguyên. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hắn đi được khó chịu, thậm chí có thể nói rất chậm, từng bước, đều vô cùng được chú ý, cẩn thận. Hắn biết, mình thực lực, ở nơi này trong bí cảnh, phỏng đoán không phải yếu nhất, cũng không xê xích gì nhiều. Đi được quá nhanh, động tĩnh quá lớn, quá dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh, hắn thần niệm lực, bị cực lớn áp chế, muốn hơn nữa chú ý. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thần sắc hơi đổi, thân hình chớp mắt liền trốn tới nào đó khối sau cự thạch, tay động một cái, đem đề ra phẩm cấp cao qua nguyệt trần sợi bông khoác ở trên mình, đồng thời cả người hơi thở, thu liễm đến trình độ cao nhất. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn lặng lẽ nhìn về phía một cái hướng khác. Nơi đó, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một nam một nữ. Cái này hai người, động tác không chậm. Thật nhanh xuyên qua cái này vùng thung lũng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hai người, con người có rúc lại. Thật là mạnh. Một nam một nữ này, nhìn như, vô cùng là trẻ tuổi, số tuổi thật sự, trăm tuổi mà thôi. Nhưng là, bọn họ thực lực, mặc dù Diệp Thần tạm thời không cách nào thấy rõ, nhưng có thể khẳng định, và Dương Xích Nguyên không kém quá nhiều. Hơn nữa, bọn họ còn không là người thủ hộ. Hai người hành động gian. Quanh người tản mát ra màu tím nhàn nhạt thần vận, Diệp Thần biết, đó là thứ năm thần quốc bản nguyên khí tức.
thần quốc thực lực hạng, cùng tự số giống nhau, thứ 5 thần quốc, bất quá so thứ 7 thần quốc, cao 2 vị mà thôi, có thể cái này thứ 5 thần quốc võ giả, nhưng mạnh làm đến nước này. Có thể tưởng tượng được, vậy thứ nhất thần quốc, có kinh khủng dường nào? Đồ Lan Tâm ở trên đường nói với mình, thần quốc Diệp gia, luân hồi đứng đầu ngày xưa đền, ngay tại thứ nhất thần quốc. Chẳng lẽ ta huyết mạch nguồn chính là chỗ đó? Cho đến hai người bóng người, hoàn toàn biến mất không gặp, Diệp Thần mới nhẹ thở ra một hơi, buông lỏng xuống, khá tốt, hắn mới vừa rồi đi chậm rãi, phản ứng lại khá nhanh, mới không có bị hai người phát hiện. Ngay sau đó, lại không nhịn được có chút bực bội nói, ta ở nơi này thần nguyên trong bí cảnh, chẳng lẽ muốn xem con chuột như nhau, trốn đông núp tây. Thương Cổ Y Thần cười nói, như là không muốn như vậy, vậy, liền mau sớm tăng lên thực lực. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, tiếp tục tiến về trước. Có thể đi chưa được mấy bước, Diệp Thần, nhưng là chợt dừng bước. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn cách mình không xa một tảng đá lớn, cự thạch kia bình thường, tựa hồ không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Hắn ánh mắt, đầu tiên là nổi lên vẻ nghi hoặc, dần dần, nghi ngờ biến thành khiếp sợ, lại biến thành mừng như điên. Thậm chí, liền hơi thở, cũng không nhịn được có chút sao động lên. Diệp Thần nhìn khối đá lớn kia, cặp mắt sáng lên, thật là giống như là chó sói, nhìn thấy dê như nhau. Thương Cổ Y Thần cũng có chút kỳ quái, Diệp Thần đây là thế nào? Chẳng lẽ, hắn còn có thu thập đá yêu thích? Khối đá lớn kia, ở Thương Cổ Y Thần trong mắt, giống vậy không đặc thù gì, hắn không nhịn được hỏi, Diệp tiểu tử, người không có sao chứ? Diệp Thần gương mặt bên trên, toát ra một người vô cùng là nụ cười sáng lạng nói, Thương Cổ Y Thần, nghịch thiên, lần này, thật muốn nghịch thiên. Tựa hồ cái này thần nguyên trong bí cảnh dị bảo, cùng ta huyết mạch trong cơ thể, tồn tại cộng minh. Ngươi nói gì sao? Cho dù là Thương Cổ Y Thần, đều bị rung động được nói không ra lời, thậm chí, có chút không dám tin tưởng. Dị bảo cùng Diệp Thần huyết mạch trong cơ thể, tồn tại cộng minh, là ý gì? Chẳng lẽ là nói, Diệp Thần, có thể cảm ứng được những thần kia nguyên dị bảo tồn tại? Cái này, căn bản không thể nào à. Cho dù Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, nhưng không hoàn toàn thức tỉnh, hẳn không cách nào làm được mới đúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.